giải đạo hữu mau triệt tiêu pháp trận đến thời điểm thu hoạch rồi hàn lập hít sâu một hơi rồi cười nói giải đạo nhân gật đầu nhẹ hai tay ấn quyết phung về phía trước mặt đất bốn phía đạo binh thụ hiện lên kim quang bảy tám khối trận bàn màu vàng bay từ dưới đất lên trở về tay của giải đạo nhân tầng quang mạc trong suốt của trận pháp vừa biến mất làm thanh âm lôi điện lập tức tăng vọt tử quang lan tràn ra bốn phương tám hướng hàn lập thấy có chút ngoài ý muốn phung thủ trưởng lên bắn ra một đạo thanh quang bay về phía đạo binh thụ tạo thành một tầng quang mạc khác chặn lại không cho tử quang kia làn tràn ra tránh cho linh thảo khác trong dược viên bị nó hủy hoại chỉ thấy từng tiếng sấm vang lên đạo binh thụ nhanh chóng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được tất cả năng lượng của thân cây được phân tán cho các hạt đậu nương theo âm thanh đùng đùng từng hạt đậu màu hoàng kim bắn ra bốn phía như thiên nữ tán hoa trên thân hạt có từng đạo hoa văn lôi điện thấy vậy hàn lập lật tay một cái lấy ra huyền thiên hồ lô hắn nghiêng hồ lô ra rồi vỗ vào dưới đáy một vòng xoáy màu lục ở miệng hồ lô xuất hiện, hút lấy tất cả những hạt đậu kia vào bên trong. Thanh âm nổ đùng đùng trong linh dược viên kéo dài đến nửa nén hương mới yên tĩnh lại. Trong chớp mắt, Hàn Lập đã lấy Huyền Thiên Hồ Lô thu hết mấy nghìn hạt đậu vào trong. Một tay hắn cầm hồ lô lắc lắc, tay kia đang vân về một hạt mẫu đậu. Vẻ tiếc núi hiện ra trên khuôn mặt Hàn Lập, đạo binh thụ chỉ kết xuất được một hạt mẫu đậu. Trong lòng Hàn Lập hơi động, truyền một cỗ tiên linh lực vào bên trong hạt đậu. Ầm ầm, chỉ thấy lôi văn phía trên mẫu đậu tỏa ra quang mang sáng ngời. Ngay lập tức một mảng lớn tử sắc điện quang bắn ra, làm cánh tay Hàn Lập cũng trở nên chết lặng. Uy lực tử sắc lôi điện này không kém, tựa hồ vẫn còn bảo lưu được thuộc tính của lôi trạch tức thổ. Giải đạo nhân thấy vậy liền cau mày nói ra, đúng vậy, không biết sau khi luyện thành đạo binh, có thể phát huy tác dụng của loại thuộc tính này nữa không? Hàn Lập nói, không còn gì để lo lắng nữa rồi, để chúng bên trong huyền thiên hồ lô bồi luyện một thời gian ngắn, sau đó liền giao cho ngươi luyện chế cần tài liệu gì người cứ nói cho ta biết là được hàn lập vừa cười vừa nói giải đạo nhân nghe vậy ôm quyền với hàn lập cũng không nói thêm gì nữa đúng rồi nếu như người nhớ thêm được tin tức gì của chủ nhân mình nhớ báo cho ta biết chủ nhân ngươi là ma tộc bây giờ chúng ta đang ở ma vực có thể giải quyết luôn thì tốt hàn lập nói thêm những ngày qua ta đều cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không có gì tiến triển giải đạo nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói không sao nếu không có gì bất ngờ chúng ta sẽ ở lại ma vực một đoạn thời gian hàn lập gật gật đầu nói ra hai người hàn huyên một lúc hàn lập liền đi về phía trúc lâu bên hồ nước hàn lập leo lên lầu hai vẫn thấy đề hồn ngủ say trên giường tử dương noãn ngọc trên đỉnh đầu nàng đã tiêu hao rất nhiều chỉ còn lại một khối lớn bằng ngón tay cái mặc dù không biết cái này có tác dụng gì hàn lập vẫn im lặng lấy ra thêm một khối trung phẩm tử dương noãn ngọc nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của đề hồn Tuy đề hồn vẫn không có tỉnh lại nhưng khí thức nàng càng ngày càng ổn định. Đối với tình huống của đề hồn, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ đành hy vọng đến dạ Dương Thành có thể giải quyết được. Mặc dù đường dài đằng đẵng nhưng vẫn phải đến được dạ Dương Thành. Lúc trước sát thủ truy sát Thạch Xuyên không, ngoại trừ đại ca Thạch Trảm Phong, còn có ngũ tỷ Thạch Cạnh Nhiên của gã. Tương lai ai biết được còn thêm những người nào, đường đến dạ Dương Thành chắc chắn còn nhiều phong ba. Nghĩ đến những việc này, lông mày của Hàn Lập không khỏi nhíu lại, chương 813, nảy mầm. Hai tháng sau, trong một tòa đình ngoài Đông Sơn Thành, hai người Hàn Lập và Thạch Xuyên không ngồi đối diện nhau trên hai ghế dài. Thạch Huynh, mấy ngày nay ta suy nghĩ một chút, tốt nhất chúng ta không nên trực tiếp dùng truyền tống trận trong Đông Sơn Thành. Hàn Lập trầm ngâm nói, cái này là vì sao? Thạch Xuyên không có chút khó hiểu nói, chúng ta phải tránh xuất hiện nhiều lần trong cùng một thành. Khó bảo đảm trong thành sẽ không có tu sĩ cao dài ẩn nấp hoặc là nhãn tuyến mai phục của đại ca ngươi, cho nên cố gắng ít lộ diện sẽ an toàn hơn một chút. Hàn lập giải thích, lời ấy của Lệ huynh có lý. Mạng lưới tình báo của Đại Ca tuy không trải rộng bằng Tam ca nhưng tin tức đều linh thông, nếu không lúc trước sẽ không có tình trạng chúng ta vừa về tới Thập Hoạn Sơn mạch không bao lâu, hắn đã nhận được tin tức đầu tiên. Thạch Xuyên không gật đầu nói, dựa theo phần địa đồ ngươi cho ta xem lúc trước, cách Đông Sơn thành gần nhất chính là Liên Phượng thành. Trước tiên chúng ta phi hành đi qua hướng bên kia, sau đó không nên dừng lại trực tiếp chuyển hướng đến thất trạch thành. Chờ đến chỗ đó, lại ngừng thêm một khoảng thời gian. Hàn Lập nói ra, Lệ Huynh, ngươi là muốn đảo loạn tiết tấu hành động của chúng ta, khiến đại ca bọn hắn không cách nào phán đoán được quỹ tích di chuyển của chúng ta. Thạch Xuyên không nhíu mày, hỏi, họ càng không hiểu được, chúng ta càng an toàn. Hàn Lập gật đầu nói, ha ha, không hổ là Lệ Huynh, lần này nếu không có ngươi, chuyện chiếu cốt chân nhân lúc trước chắc không qua được, quả nhiên ta không nhìn lầm người lúc này cứ theo ngươi nói. Thạch Xuyên không cười nói. Bàn bạc xong, hai người khống chế phi toa, hóa thành một đoàn lưu quang màu đen nhanh chóng bắn đi. Thời gian thoáng một cái qua hơn 10 năm, trên không một mảnh xương mù màu đen của xâm lâm nguyên thủy, một phi toa màu đen nhanh chóng bay vút qua. Đứng trên phi toa là một gã nho sĩ thanh sam và một nam tử thanh giáp, đúng là hai người hàn lập tiếp tục biến đổi dung mạo. Không thể tưởng được từ sơn trạch vực đến trầm khâu vực liền nhau, vậy mà tốn trọn vẹn thời gian 10 năm. Thạch Xuyên không đang mặc thanh giáp điều khiển phi toa, mở miệng nói. Đây cũng là bất đắc dĩ, tuy tốc độ truyền tống giữa hai thành rất nhanh, nhưng cũng không thể truyền tống. Tóm lại phải phi hành đi, đương nhiên trong đó phải bỏ chút thời gian. Hơn nữa thỉnh thoảng gặp ma thú tập kích, tốc độ làm sao nhanh được. Hàn lập nhíu mày, thần sắc lại rất nhẹ nhàng, mở miệng nói ra. Ha ha, những ma thú thánh vực này phần lớn thiên tính hung hãn, ý thức lãnh địa rất mạnh, một khi có ngoại tộc xâm nhập, thường thường đều không sợ sinh tử, phải không chết không thôi đuổi người xâm nhập ra mới được. Nếu đụng phải loại không có sở trường phi hành, tránh né một chút là được, chứ như đoạn cốt ma diên đuổi theo chúng ta lúc trước, tuy chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ, lại lỗ mãng đuổi theo chúng ta nhiều tháng. Thạch Xuyên không cười khổ nói, nếu không phải sợ đánh nhau gây động tính quá lớn, dẫn tới người khác chú ý, xúc vật kia sớm đã bị chúng ta chém giết. Sau này vẫn cẩn thận một chút, cố gắng tránh những khu vực ma thú cường đại sinh sống. Hàn Lập cười cười, nói, phía trước không xa chính là phong khâu thành rồi, chờ đến chỗ đó truyền tống một lần là có thể đến vùng trung tây bộ của thánh vực, đại bộ phận chỗ đó đều là địa bàn của đại ca ta, phải càng cẩn thận hơn đấy. Thạch Xuyên không nghiêm mặt nói ra, đã như vậy trước hết chúng ta tạm nghỉ một đoạn thời gian ở phong khâu thành này. Hàn Lập gật đầu nói, cũng tốt, trong trầm khâu vực, ngoại trừ chủ thành thì phong khâu thành chính là thành lớn thứ hai, thương nhân buôn bán cũng coi như hưng thịnh, vừa lúc chúng ta có thể bổ sung chút tài nguyên, thạch xuyên không xoa xoa đôi bàn tay nói ra thảo luận xong hai người tăng tốc vội vã đi về hướng phong khâu thành sau khi vào thành trước tiên hai người họ tìm một khách sạn tiên gia mướn ở hai viện nhỏ cực kỳ bình thường giá cả cũng tương đối rẻ sau đó tự mình tách ra vào mấy thương nhai tiên gia có danh tiếng trong nội thành mua đồ dù sao cũng đang ở ma vực trong cửa hàng ít có đồ mà hàn lập có thể dùng may là đồ hắn muốn mua cũng không nhiều chỉ là một ít thứ như câu lôi mộc đồ có thể bày trận lôi điện chi lực. Sau khi đi tới một thương nhai, hắn cũng gần như mua đầy đủ. Giờ chỉ còn lại một vật cuối cùng là lôi trần châu, nhưng có chút khó khăn rồi. Hàn lập đứng dưới một cổng vòm hình tròn cao lớn chạm trổ hoa văn ở cuối đường, mặt lộ vẻ do dự, thì thào lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắn ra đầu phố, chuyển hướng đi về phía đông, lại đi về một đường khác. Thẳng đến trạng vạng tối bóng đêm dần buông, Hàn lập mới gọi thú xa quay về khách sạn. Vừa về tới tiểu lâu thuê ở, hắn liền mở ra tất cả cấm chế tiến nhập vào động thiên hoa chi hàn lập không đi vào tiểu viện bên ao sen mà trực tiếp đến lầu trúc mới tinh cạnh linh dược viên giải đạo nhân đã sớm trở ngoài lầu trúc vừa thấy hàn lập đến liền chủ động chạy ra đón chào mở miệng hỏi thế nào đã chuẩn bị đầy đủ chưa ngoại trừ lôi trần châu những vật khác đã tìm đủ hết rồi hàn lập thở dài nói ở ma vực mà muốn tìm đủ nhiều vật tiên giới như vậy đúng thực là không dễ Chẳng qua lôi trần châu này là tài liệu trọng yếu để kích phát và bổ sung lôi điện chi lực của đậu binh, thật sự không thiếu được. Nếu không có nó, chiến lực đậu binh chỉ sợ không tăng lên bao nhiêu. Giải đạo nhân nghe vậy cũng có chút tiếc nuối nói: Lôi trần châu này chỉ có công dụng đấy sao? Hàn lập nhíu lông mày lại hỏi: Cái này là công dụng chính, những thứ khác đều không đáng kể, không cần phải để ý tới. Giải đạo nhân nói: A, à, nếu như vậy, ta thấy cũng không cần lôi trần châu này rồi sau khi Hàn Lập nghe xong, đột nhiên cười to nói: không cần, cái này là vì sao? Giải đạo nhân khó hiểu hỏi. Hàn Lập cười mà không nói, lật tay một cái, lấy hổ lô Huyền Thiên ra, nhẹ nhàng vỗ dưới đáy hổ lô, một đạo quang mang tử kim bắn ra, hóa thành một hạt đậu ánh vàng rực rỡ rơi trước người giải đạo nhân. Giải đạo nhân cau mày lại, đưa tay xoa hạt đậu kia, lập tức cảm thấy một dòng điện cường đại chạy xuôi trên người, tâm gã hơi động một chút lực xoa hạt đậu trên tay bỗng tăng thêm một trận thanh âm phích lịch lập tức phát ra chỉ thấy một mảnh hỗn hợp điện quang tử kim cực lớn như hai cánh chim lôi điện cực lớn phát ra từ hạt đậu nho nhỏ giữa ngón tay kia phóng xuất ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại sao lại như vậy chỉ bằng lôi trạch tức thổ đã có thể dựng dục đậu binh ẩn chứa lôi điện mãnh liệt như thế hàn đạo hữu cái này là xảy ra chuyện gì giải đạo nhân có chút giật mình hỏi lúc trước ta hút toàn bộ hạt đậu vào trong hồ lô huyền thiên vốn là nghĩ bằng vào năng lực đặc thù của hồ lô để tăng phẩm chất lên một ít. Kết quả không nghĩ tới, thanh trúc phong vân kiếm ẩn trong hồ lô khi cảm nhận thấy đậu binh tiến vào, trên lôi điện pháp tắc chi lực dựng dục bắt đầu mơ hồ nảy sinh đồng cảm, lại chuyển một bộ phận lôi điện chi lực trên thân vào. Sau 10 năm tích lũy mới có tình trạng hôm nay, Hàn Lập giải thích còn có chuyện tốt bậc này, quả thực như có trời trợ giúp, như vậy đích thực không cần lôi trần châu rồi. Giải đạo nhân cười nói, cũng không được đầy đủ nhưng tính là chuyện tốt bởi vì lôi điện chi lực chậm chạp trải qua dẫn đến bồi luyện thanh trúc phong vân kiếm của ta giống như xảy ra chút vấn đề so với trước kia tốc độ chậm hơn rất nhiều hàn lập lắc đầu nói hàn đạo hữu chớ được tiện nghi còn khoe mẽ bên trên thanh trúc phong vân kiếm của ngươi có lôi điện pháp tắc chi lực vốn là dung hợp tịch tà thần lôi về sau lại hấp thu hoán cốt kim lôi đó đều là thần lôi trí cương trí dương của thế gian đạo binh chỉ hấp thu một chút mà uy năng đã có thể tăng cường rất nhiều ngày sau nếu gặp phải âm túy ma quỷ xâm nhập quy mô lớn, những đạo binh đã có thể đại triển thần uy rồi. Giải đạo nhân khó có được ngữ điệu trêu chọc, nói với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập đã nghĩ, nếu dùng đạo binh này để sắp xếp bố trí pháp trận, sợ rằng uy năng càng mạnh hơn nữa, không khỏi nhếch miệng lên, hơi nở nụ cười. Nếu như vạn sự đã sẵn sàng, ta đây liền bắt đầu bắt tay vào luyện chế đạo binh. Giải đạo nhân nói, cần ta làm gì không? Hàn Lập hỏi, tạm thời không cần, giai đoạn đầu luyện chế nhóm đạo binh này cần ít nhất 3 năm, trong khoảng thời gian này ta dốc hết sức hoàn thành là được rồi. Chẳng qua lúc sau khắc phù văn vào cần lực lượng thần thức cường đại hơn mới được, cũng chỉ có thể để chính ngươi làm rồi. Giải đạo nhân nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy làm phiền rồi, Hàn Lập nói ra từ tận đáy lòng, rứt lời, hắn nhận hồ lô dùng dựng đậu binh lúc trước từ tay giải đạo nhân, lấy tất cả hạt đậu ẩn trong hồ lô huyền thiên ra, đổ vào trong đó. Giải đạo nhân cầm lại cái hồ lô kia từ tay Hàn Lập, nhẹ nhàng quơ quơ, cảm nhận từng trận âm thanh sàn sạt truyền ra từ trong đó, thỏa mãn gật gật đầu. Khi gã đang muốn quay người trở về lầu trúc tầng 2, đột nhiên nhớ lại một chuyện liền ngừng lại, quay người nói với Hàn Lập. Đúng rồi, Hàn Đạo Hữu trước đó vài ngày ta thấy đoạn rễ cây trong linh dược viên dường như đâm trồi rồi. Rễ cây, Hàn Lập nghe vậy vốn sướng sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ bước lại, vội vàng chạy vào trong linh dược viên. Chính giữa mảnh đất trống sâu trong vườn, Hàn Lập thấy trên rễ cây dài ba thước khô héo nhô lên mặt đất có một đoạn mầm cỡ một ngón tay, phía trên chia ra hai phiến lá mầm. Dưới ánh sáng mặt trời, bên trên lá mầm có từng đám gân lá vô cùng nhỏ, có thể thấy rõ ràng giống như mạch máu người, thoạt nhìn mềm dẻo yếu ớt, nhưng lại có một sinh mệnh lực quật cường hướng lên mặt trời. Hàn Lập đi ra phía trước, ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá cây mầm nhỏ yếu trước người, trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười nói: "Tiểu gia hỏa nhà ngươi, ăn nhiều lục dịch trong tiểu bình của ta như vậy, cuối cùng cũng chịu nảy mầm sống lại. Mầm cây nho nhỏ trước mắt không phải đồ của hắn, mà đúng là gốc lưỡng sinh thụ tổn hại hắn lấy được trong di tích chân môn môn. Bàn tay hàn lập nhẹ nhàng đưa ra, muốn khẽ vuốt hai lá mầm một chút. Kết quả, tay của hắn vừa mới đưa ra giò xét, hai phiến lá mầm bỗng nhiên nhẹ nhàng đung đưa, nhích tới gần phía ngón tay của hắn. Hàn lập nhướng mày, lập tức buông thần thức ra giò xét. Kết quả phát hiện, lá mầm kia vậy mà cảm ứng được lực lượng thời gian pháp tắc trong người hắn nên mới hô ứng theo, nhích tới gần phía hắn. Ngón tay chạm vào lá mầm lưỡng sinh thụ, hàn lập nhẹ nhàng xoa hai cái, cũng không có dị tượng gì phát sinh. Hắn đưa tay lấy tiểu bình màu xanh sẫm trước ngực, sau khi mở ra, nhỏ một giọt lục dịch mới ngưng trực tiếp xuống hai phiến lá mầm. chương 814, chấn nhỏ sơn giã, chỉ thấy lục dịch hóa thành một hạt trong suốt như hạt ngọc lục châu. Từ trên gân mạch bề mặt lá cây chậm rãi chảy xuống, cuối cùng hợp ở phía trên rễ cây rồi dần dần thẩm thấu vào trong đó. Hàn lập ngồi thẳng lên, thu hồi tiểu bình màu xanh, phiến lá vốn nghiêng về hướng hắn cũng theo thân thể hàn lập rời ra mà khôi phục nguyên trạng. Cả gốc mầm cây xanh nhạt không biến hóa chút nào, chẳng qua khi gió nhẹ lướt qua, hai mảnh phiến lá hơi rung động, sau đó liền giống như trước không có gì xảy ra. Hàn lập cũng không vội, hai mắt không nhúc nhích nhìn chầm chầm vào đoạn mầm nhỏ này, ánh mắt hơi lập lè bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì thời gian trôi qua từng chút biểu lộ của hàn lập vẫn không thay đổi thủy chung bảo trì vẻ tự nhiên kia không biết qua bao lâu thần sắc hắn hơi động một chút chỉ thấy trên bề mặt lá cây đột nhiên lóe lên hoa quang sáng lên một mảnh đường vân cổ quái tiếp theo dần dần lan tràn ra trong chớp mắt hiện đầy cả mầm cây đường vân cùng gân trên lá non cũng không giống nhau chẳng qua thoạt nhìn lại có vài phần quen mắt hàn lập nhìn kỹ một lúc bỗng nhiên vỗ tay một cái trong miệng thì thào một tiếng sao lại giống với thời gian đạo văn như vậy Bất quá đường vân này chỉ duy trì mấy hơi thở công phu, rất nhanh đường vân trên bề mặt lá cây liền biến mất không thấy. Lúc này lông mày hàn lập nhíu chặt lại, ánh mắt hơi chấp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lưỡng sinh thụ này chính là năm đó trồng ở chỗ đại đệ tử mục diên của Di La Lão Tổ trong chân ngôn môn, chẳng lẽ tại thời điểm nuôi trồng đã dùng qua biện pháp gì đó, làm cây này sinh ra thời gian pháp tắc chi lực? Hay là gốc lưỡng sinh thụ này vốn là vật ẩn chứa thời gian pháp tắc? Còn về tin đồn gã dùng cây này vượt qua sát suy chi kiếp, có đúng vậy không? Hoặc là lời đồn này chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy. Hàn Lập suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không thể cho ra kết luận chuẩn xác, đành phải lắc đầu không suy nghĩ nữa. Bất kể thế nào, dễ cây lưỡng sinh thụ này mầm trùng sinh, tóm lại là chuyện tốt. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập ở trong vườn thêm gần nửa ngày, xem xét tình huống sinh trưởng của rất nhiều linh dược khác, sau đó mới ra khỏi linh dược viên, xải bước ra khỏi quang môn màu bạc, trực tiếp vào trong trúc lâu kế bên hồ nước. Đề hồn mê man đã lâu, không có chút dấu hiệu tỉnh lại, hắn cũng không có đi lên lầu 2, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại lầu 1. Tính tọa điều tức một lát, hàn lập đảo bàn tay một cái, lấy ra một khối thượng phẩm tử dương noãn ngọc, nắm trong tay. Hắn chậm rãi rót tiên linh lực vào trong noãn ngọc, thân ngọc lập tức sáng lên một mảnh tử quang mơ hồ, chiếu rọi cả tòa trúc lâu tầng một thành một màu tím. Hàn lập thân ở giữa, cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái dễ chịu vô cùng từ chỗ sâu trong thức hải truyền ra, lại để cho chính hắn say mê, vậy mà đã có chút cảm giác không muốn tỉnh lại. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi tiên linh lực trong cơ thể, tử dương ngoán ngọc cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Vật này quả nhiên không giống bình thường, có ích lợi với thần hồn không ngờ mạnh như vậy, cũng không trách ở hắc xứ thành những người kia nguyện ý vì thứ này bí quá hóa liều. Nếu dùng vật này phụ trợ tu luyện luyện thần thuật, có lẽ làm chơi ăn thật cũng không chừng. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, thì thào lẩm bẩm. Dứt lời, hắn liền đưa tay nhẹ nhàng ném lên, khối tử dương noãn ngọc kia liền bay vào không trung lơ lửng trên đầu của hắn. Hai tay Hàn Lập lập tức bấm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng khẩu quyết công pháp luyện thần thuật tầng thứ năm. Chỉ thấy ngay chỗ mi tâm hắn, một đạo tinh quang chậm rãi lú ra, như linh xà trong hư không vặn vẹo vài cái, lập tức giống như phát hiện con mồi, đột nhiên xông lên, một đầu đâm vào trong khối tử dương noãn ngọc kia. Noãn ngọc hơi chấn động, hào quang màu tím phía trên tiếp tục phát sáng lên, nhưng không đại phóng dị sắc như trước, mà hào quang chỉ vẻn vẹn sáng lên trong phạm vi hơn 10 tấc, khó khăn lắm mới che đẩy hư không phía trên đỉnh đầu hàn lập vào. Bên trong hào quang màu tím, giống như có xương tím mờ ảo, lại giống như có từng điểm tinh quang, thoạt nhìn phảng phất như một đoàn tinh vân màu tím, nhìn có chút mộng ảo. Hàn lập bị tinh vân màu tím phủ lên, thần sắc lập tức trở nên chậm rãi, lộ ta từng đợt chấn động thần thức không rõ ràng lắm, từ đầu nhộn nhạo ra bốn phía, như gợn nước, từng vòng tỏa ra từng vòng. Thời gian như nước, ngày tháng thoi đưa, nhoáng một cái lại qua năm năm. Bên trong hoàng lương vực, một mảnh sơn mạch trùng điệp chập trùng xanh ngắt, có một chấn nhỏ sơn giã hầu như đoạn tuyệt với nhân thế. Hoàng hôn buông xuống, trên từng nóc nhà của thị trấn bắt đầu có khói bếp lượn lờ bay lên, nông phu về muộn rát từng đầu thanh nghiêu độc giác từ ngoài trấn trở về, đang đi qua cổng trào bằng gỗ đầu thôn xóm. Trên con đường lót phiến đá xanh của trấn, rất nhiều đứa bé ma tộc hai đầu bốn tay đang đuổi nhau chơi đùa, một ít phu nhân ma tộc trắng kiện đứng ở cách đó không xa, vừa tán gẫu chuyện nhà, vừa thỉnh thoảng nhìn các hài tử nhà mình. Nếu chúng té ngã hoặc va chạm nhau, cũng chỉ nhịn không được mắng mấy câu, rồi dìu bọn chúng đứng lên. Có một hài tử chính giữa có bộ dáng lanh lợi, đang muốn lặng yên nhảy lên người một đồng bạn lớn hơn nó mấy tuổi, liền chợt thấy bên ngoài miếu thờ trấn đang có hai đạo nhân ảnh được mặt trời chiều chiếu vào, đang đi đến hướng trong trấn. Thôn trấn vốn không lớn, Sinh sống ở nơi này đều là người cùng một tộc quần, cho nên hài tử liền nhận ra hai người kia vốn xa lạ, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tò mò đánh giá hai người đó. Cả hai người kia đều chỉ có một đầu hai tay, bộ dáng không giống nửa điểm với người trong trấn, có chút không quá quen thuộc, nhưng y phục trên người bọn họ thật sự rất đẹp mắt, có các loại hoa văn nó chưa bao giờ thấy qua. Trong hai người, một người là thanh niên nam tử dung mạo phổ thông, thấy hài tử đang nhìn đánh giá mình, lập tức nhếch miệng cười với nó một cái. Còn người kia là nam tử đầu tóc trắng, thủy trung thần sắc im lặng, mặt không biểu tình. Hai người chính là hàn lập cùng thả xuyên không, một đường từ trầm khâu vực miệt mài đi tới chỗ này. Hai tử thấy mình giò mó bị phát hiện, lập tức rời ánh mắt đi, nhưng rất nhanh lại nhìn không được nhìn lại. Hàn lập với một thân áo bào xanh thấy vậy, nét vui vẻ trong mắt càng đậm. Năm đó lần đầu hắn nhìn thấy tam thúc nhà mình cũng lỗ mãng như vậy, cũng không phải bộ dạng giống đứa bé ma tộc này sao. Thạch huynh nguyên lai ta tưởng rằng người ma tộc trời sinh đều là người tu hành, không nghĩ tới vậy mà vẫn tồn tại giống như nhân tộc phổ thông. Sơn thôn trấn nhỏ này nằm sâu trong bá hạ sơn mạch, thật sự có chút cảm giác thế ngoại đào nguyên. Hàn lập thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra, người các tộc thánh vực trời sinh khí lực cường tráng, tuổi bình quân bình thường nhất cũng ba bốn trăm năm thọ nguyên. Nhưng người có tư chất tu hành lại không nhiều, trừ một số người có thể một đường luyện thể, còn lại thực sự không phải tất cả mọi người đều nguyện ý tu hành đấy. Thạch Xuyên không quét mắt nhìn người thôn chấn một cái, mở miệng nói ra. Xác thực như vậy, bất quá nhìn người chủng tộc thôn chấn này, khí tức huyết mạch tựa hồ cũng không yếu, thoạt nhìn cũng không giống như ma tộc phổ thông. Hàn Lập gật gật đầu, lại nói, bên trong thánh vực, không tính một ít chủng tộc cao đẳng, một số chủng tộc hạ đẳng cũng không coi trọng chuyện huyết mạch, cho nên xảy ra tình huống loạn hôn, huyết mạch không thuần túy, sau này rất khó phân biệt bọn họ thuộc chủng tộc nào. Đám người trong chấn nhỏ này thoạt nhìn huyết mạch coi như thuần túy, nhưng ta lại chưa từng thấy qua ở thánh vực trong lúc nhất thời cũng không phân biệt rõ a à. thạch xuyên không nhíu nhíu mày nói ra trong khi nói chuyện hai người đã đi xuyên qua những đứa bé đang chơi đùa kia trước sự hiếu kỳ quan sát của một ít phu nhân nông phu đi tới một quán trà nhỏ trong trấn ngồi xuống chủ quán trà là một lão giả lưng còng tóc rối bù đưa bình trà nước cho hai người sau đó xoay người đi vào trong nhà một câu cũng không thèm nói với bọn hàn lập trước mắt đạo binh luyện chế sắp đến giai đoạn cuối cùng rồi cũng thật sự không có cách nào khác Chỉ có thể ở nơi đây chỉ hoãn một ít thời gian thôi Hàn lập uống một ngụm nước trà trong chén trà bằng gốm đen Cảm thấy vị ngọt ngoài ý muốn Mở miệng nói ra Không sao Muốn trở về cũng không phải sự tình nóng lòng nhất thời Đi đi dừng dừng ngược lại cũng khá tốt Bá hạ sơn mạch này tuy rằng thiên địa linh khí bình thường Nhưng ma khí mỏng manh hơn so với địa phương khác Lệ huynh luyện chế đạo binh tại đây cũng là phù hợp Thạch xuyên không liếc qua chén trà gốm đen nhưng không có uống, khoát tay nói ra. Hàn lập nghe vậy, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác mặt đất dưới người lay động một hồi, vội vàng đứng dậy, một phát bắt lấy ấm trà cùng chén trà của mình trên bàn nâng lên. Chén trà của Thạch Xuyên không bên kia thì bã một tiếng rơi đập trên mặt đất, nước trà vãi đầy mặt đất. Không đợi hai người biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền nghe một hài đồng chạy băng băng trên đường phố bên kia hưng phấn kêu to, núi lở rồi, núi lở rồi. Sơn thần ra ra chuyển nhà rồi. Hai người lại nhìn những phụ nhân bên kia, Nguyên Một Đám vững như bàn thạch, việc này coi như bình thường nhìn quen lắm rồi, căn bản không có nửa điểm kinh hãi, thân thể Nguyên Một Đám cũng không có lay động. Đại địa rung động lắc lư kịch liệt, một mực kéo dài hơn 10 hơi thở mới rốt cuộc dừng lại. Hàn Lập lại ngồi xuống, đặt ấm trà cùng chén trà lại trên bàn. Ghế ngồi dài của Thạch Xuyên không lúc trước bị nước trà làm ướt, gã liền đổi vị trí, ngồi bên trái Hàn Lập. Vừa mới rồi là động đất, Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi không có phát hiện được chấn động gì khác thường, hẳn là địa chấn không sai. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ, nói ra, hai người còn chưa nói xong, lại một hồi rung động lắc lư kịch liệt từ dưới đất truyền đến. Lần này Hàn Lập không có đứng dậy, hai tay nhấn một cái góc bàn, vốn bản gỗ đã chi. Chi nha nha lỏng lẻo liền lần nữa ổn định lại, nước trà trong chén cũng không có nửa điểm chập trần rung động. Cứ như vậy, địa chấn lặp đi lặp lại đứt quáng, xảy ra hơn 10 lần mới rốt cuộc ngừng lại. Lúc này, sắc trời cũng đã tối xuống lão giả lưng còng kia mới lấy một chiếc đèn lồng mở nhạt treo dưới mái hiên thấp bé rồi sau đó cúi người nhặt chén chả bị vỡ khi nãy lên đợi đến lúc lão giả lưng còng đứng lên hai khách nhân lúc trước đã không thấy bóng dáng chỉ để lại trên mặt bàn một khối ma thạch màu đen nhỏ chừng đầu ngón tay cái lão giả nhìn trái phải đánh giá thoáng một phát không thấy hai người kia lập tức lấy tay vẫy trên bàn một cái thu khối ma thạch kia cất vào túi áo mình trên sơn đạo ngoài chấn nhỏ thần sắc hai người hàn lập đều hơi cứng ngắc, bước chân càng thêm vội vã. Lệ huynh, người quả thật không nhìn lầm, thạch xuyên không không nói gì, mà là thông qua truyền âm hỏi. chương 815, dị thú bản sơn, sẽ không sai, lão giả lưng còng kia cũng không phải là người ma tộc các ngươi, mà là một loại dị thú rất có hung danh tại tiên giới, tên là bản sơn nhung, hay là bản sơn nhu, nó yêu thích cõng núi đi, tu vi càng cường đại, chỗ lưng đeo núi lại càng cao. Mượn chuyện này tu hành để tìm hiểu đại đạo, thậm chí còn có thể nâng lên cả tòa sơn mạch mà đi. Hàn lập truyền âm trả lời, trách không được lúc trước hắn không có mặt, đại địa rung động, bát trà lan long lóc cũng không thấy hắn đi ra chỉnh đốn. Địa chấn dừng lại, hắn lại lập tức đi ra, thạch xuyên không suy nghĩ một lát, nói ra, tục truyền, tại thanh diệp tiên vực ở tiên giới, đã từng có một trưởng lão tông môn tiên gia, vì luyện chế tiên khí mà chém giết một đầu bàn sơn nhung còn nhỏ, lại ỉ vào thế lực tông môn mấy lần đả thương bàn sơn nhung trưởng thành đến đây báo thù. Một lần cuối cùng đánh lui bàn Sơn Nhung, tất cả mọi người cho rằng như vậy là xong việc, kết quả không nghĩ tới, vạn năm sau, cả tòa Sơn mạch chỗ tông môn bọn hắn, bị đầu bàn Sơn Nhung kia lẻn vào dưới núi chặt đứt chân núi, hủy địa mạch, trực tiếp mang đi lật úp vào trong biển sâu. Hàn Lập tiếp tục truyền âm nói, không nghĩ tới loại thú này lại hung hãn như vậy, Thạch Xuyên không nhìn không được quay lại nhìn hướng chấn nhỏ kia một cái, chậm rãi nói. Bất quá nhìn bộ dạng người ở thị trấn này, tựa hồ nhiều thế hệ đã cư trú ở đây, đối với chuyện chấn nhỏ thường xuyên xảy ra địa chấn hẳn là đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, có thể thấy được đầu bàn sơn nhung kia đã tu luyện đắc đạo, chẳng những tu vi có thể so với tu sĩ đại la cảnh, tâm tính hung tàn tựa hồ cũng đã bị năm tháng dài rằng giặc mài bằng rồi. Hàn lập truyền âm nói ra, hắn ẩn cư ở đây, sợ là cũng không muốn bị người nhận ra a, bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị. Bất kể thế nào, chỉ cần không tới tìm chúng ta gây phiền toái là tốt rồi. Thạch Xuyên không gật gật đầu, nói ra, nhưng mà, gã vừa dứt lời đã nhìn thấy trên sơn đạo phía trước vô thanh vô tức xuất hiện một đạo nhân ảnh thân hình khô gầy lưng còng xuống hai tay chắp sau lưng chính là lão giả quán trà trong trấn nhỏ kia thạch huynh cái miệng của ngươi đúng là quả đen a à. hàn lập cười khổ một tiếng mở miệng nói thạch xuyên không thấy thế lập tức cũng choáng váng hận không thể lấy tay và chính mình một cái bái kiến tiền bối lúc trước có mắt như mù kính xin tiền bối thứ lỗi trần chờ một chút hàn lập vẫn chủ động tiến lên một bước đứng thật xa thi lễ với lão giả lưng còng mở miệng nói thạch xuyên không không nói gì chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi mà lông mày rủ xuống cúi đầu đi theo thi lễ các ngươi cứ yên tâm lão phu cũng không có ác ý với các ngươi lão giả vẫn như trước chắp tay sau lưng bờ môi khẽ nhúc nhích nói tiếng nói khàn khàn dị thường nhưng không biết tiền bối ở đây đợi vãn bối là có chuyện gì phân phó hàn lập không dám buông lỏng chút nào cẩn thận hỏi không có gì để phân phó cả chẳng qua là ở lâu tại ma vực đã rất nhiều năm chưa từng gặp người tiên giới rồi có một số việc muốn hỏi ngươi mà thôi lão giả khoát tay áo vén tóc tán loạn trên mặt lộ ra một gương mặt nhiều nếp nhăn nói ra tiền bối cứ việc hỏi chỉ cần vãn bối biết rõ nhất định sẽ nói không sai nhưng nếu không biết rõ ràng cũng không dám nói bừa hàn lập cân nhắc câu chữ một chút mở miệng nói ra ngươi đến từ đâu lão giả nhìn về phía hàn lập hỏi bẩm tiền bối Vãn Bối đến từ Hắc Sơn Tiên vực. Hàn Lập không chút do dự nói ra, lão giả trầm mặc một chút, trên mặt hiện lên một tia hồi ức, một lát về sau mới lại mở miệng nói ra. Hắc Sơn Tiên vực, lão phu cũng đã dừng ở đó một đoạn thời gian, mặc dù ở đó có một đoạn thời gian cực kỳ thê thảm, nhưng không thể không nói, đối với nơi đó ta còn có chút lưu luyến. Đúng rồi, người có đi qua một chỗ gọi là Nhàn Vân Sơn, có biết hiện tại nó thế nào không? Vãn Bối vừa vặn ở đó một đoạn thời gian, chẳng lẽ tiền bối đã từng dừng chân tại Nhàn Vân Sơn? Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi, đúng vậy, chẳng qua là không nhớ rõ đã xảy ra bao lâu. Chỉ nhớ khi đó cả tòa sơn mạch cũng chỉ có giải rác mấy người chúng ta cư trú, về sau lại liên tiếp có người ở trên núi sáng lập động phủ, toàn bộ sơn mạch cũng không còn thanh tịnh nữa. Lão giả lưng còng chậm rãi nói ra, hôm nay Nhàn Vân Sơn đã biến hóa thật lớn, người cư trú trên núi rất nhiều, hầu như đã biến thành một chỗ tự thành ngoài vòng pháp luật. Chỉ tiếc phán bối ly khai chỗ đó một đoạn thời gian, tình huống có chút biến hóa, thiên đình tựa hồ đã tăng cường khống chế chỗ đó, không ít người đều rời núi đi rồi. Hiện nay cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Hàn lập thở dài một tiếng, nói ra, chuyện xưa mà thôi, biến hóa như thế nào cũng không quan hệ. Chân thân lão phu hẳn ngươi đã nhìn ra ha, lão giả lưng còng bỗng nhiên chuyển chủ đề, mở miệng nói ra. Hai người hàn lập nghe xong lời ấy, không khỏi lại khẩn trương lên chân thân tiền bối, vãn bối không dám nói bừa, chẳng qua là nhìn ra được tu vi tiền bối cực cao, cảnh giới cực cao. Hàn lập lấy lại bình tĩnh, nói ra, mặc dù ngữ điệu chỉ là đơn giản lấy lòng, lại nói vừa đúng. Lão giả lưng còng kia nghe xong, cũng âm thầm gật đầu nhẹ, nói ra. Lúc trước nghe các người đối thoại, muốn tìm một địa phương bế quan luyện chế đạo binh. Kỳ thật trong bá hạ sơn mạch này, có không ít sơn cốc không người, các người có thể lấy dùng, không cần lo lắng có ngoại lực quấy rối. Nào dám làm phiền tiền bối hộ pháp, bất quá là thô luyện một ít đạo binh mà thôi, chúng ta sẽ tự tìm một chỗ vắng vẻ, tuyệt không dám quấy dày tiền bối. Hàn lập vội vàng nói, đã như vậy, chính là vô duyên, coi như chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Lão giả lưng còng nghe vậy, thâm ý sâu sắc nói. Tiền bối yên tâm, hai người chúng ta chưa bao giờ thấy qua tiền bối. Hàn lập lập tức hiểu ý, ôm quyền nói ra, đúng, chúng ta căn bản chưa bao giờ đến nơi đây thạch xuyên không đương nhiên cũng biết ý tứ trong lời nói của lão vội mở miệng nói ra lão giả lưng còng nghe vậy nhìn thật sâu thạch xuyên không một cái nói ra tiểu tử ngươi ngược lại là một đầu hảo thai tốt rồi các ngươi đi đi hai người hàn lập nghe vậy không chút do dự lập tức cáo từ một tiếng hóa thành một đạo lưu quang phi độn rời đi đợi đến lúc bay thẳng ra khỏi bá hạ sơn mạch hai người mới thoáng buông lỏng một chút nhìn lại hướng tòa trấn nhỏ xa xa kia liền thấy cả tòa sơn mạch kia đang nhấp nhô cao thấp rung động kịch liệt. Trong đôi mắt Hàn Lập sáng lên hào quang màu tím, nhìn xuống phía dưới chân núi, chỉ thấy phía dưới dãy núi là một mảnh xanh ngắt, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh to lớn lưng còng đang cõng cả tòa bá hạ sơn mạch trên lưng. Thân hình còng xuống kia có hơn phân nửa nằm sấp dưới đất, phía trên thân tràn đầy cỏ cây thảm thực vật, hầu như dung hợp một chỗ cùng thân núi, nếu không có thần thông linh mục, hầu như không cách nào nhận ra. Hàn Lập đang ở xa xa nhìn tới, đột nhiên chứng kiến một chỗ đỉnh núi phía trước sơn mạch có một vòng khuếch tròn trịa to lớn, bỗng nhiên chậm rãi chuyển động thoáng một phát, rừng cây phía trên thân núi bị xé rách, đất đá sụp đổ, phía trên thình lình lộ ra hai con mắt to lớn vô cùng, đồng tử bên trong vàng óng, toát ra một vòng hờ hững. Thấy một màn như vậy, Hàn lập lập tức thu hồi cửa U Ma Đồng, cùng Thạch Xuyên không cấp tốc bay vút đi. Hai người không nghỉ chút nào, bay đến ba ngày sau mới ngừng lại, tạm thời nghỉ trên một ngọn núi phổ thông. Sở dĩ nhanh như vậy đã ngừng lại, không phải vì hai người cảm thấy nơi này đã an toàn, mà là giải đạo nhân đã luyện chế đạo binh đến giai đoạn mấu chốt, nhất định Hàn Lập phải nhanh chóng khắc lên phù văn, không cách nào tiếp tục trì hoãn được nữa. Sau khi đáp xuống ngọn núi, Hàn Lập cũng không kịp xây dựng một tòa động phủ tạm thời, chỉ có thể giao Phó Thạch Xuyên không ở ngoài bảo vệ, chính mình lại trực tiếp mở ra động Thiên Hoa Chi, đi tới trúc lâu gần linh dược viên. Trong lầu hai trúc lâu, thanh âm phích lịch không ngừng vang lên, điện quang tử kim hầu như lấp đầy cả gian phòng. Hàn Lập vừa đến cửa gian phòng liền hít nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy trước người giống như một lần nữa xuất hiện tại tòa hoán cốt lôi trì lúc trước. Nhưng mà, loại cảm giác này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, dù sao lôi điện tử kim trước mắt coi như điên cuồng sôi trào nhảy lên, chẳng qua là khí tức tương tự với hoán cốt lôi trì mà thôi, còn kém xa cả vạn dặm. Bất quá, khí tức lôi điện mãnh liệt như vậy cũng đủ để chấn nhiếp vô số âm mị rồi. Hàn Đạo Hiếu, nếu như ngươi không đến kịp, chỗ này dần dần thành hình tử kim lôi trì, ta cũng không thể khống chế nổi. Giải đạo nhân thấy Hàn Lập đã đến, thở dài một hơi, nói ra. Xin lỗi, tiếp theo cứ giao cho ta a. À. Hàn Lập nói ra, hắn vừa nói xong, thân hình lóe lên, toàn thân lướt ngang vào phòng, tiến nhập vào trong pháp trận. Thấy Hàn Lập tiến đến áp trận, giải đạo nhân lập tức thu hai tay lại, thả người lui ra, đứng ở ngoài cửa im lặng nhìn xem. Lần này muốn khắc phù văn, Hàn Lập dĩ nhiên biết rõ mười phần, không cần gã lại nói thêm gì nữa chỉ thấy thanh âm ngâm tụng trong miệng hàn lập càng lúc càng lớn trên mặt đất dưới thân có từng đạo phù văn lôi điện ngưng tụ thành pháp trận trở nên càng ngày càng rõ ràng dần dần từ trên mặt đất bong chóc ra trôi nổi lên hư không phía trên mà ở giữa không trung tất cả hạt đậu vàng óng cũng lơ lửng trên không bị hàn lập dùng thần niệm tinh thi sâu chuỗi từng quả lại với nhau nhập vào trên gốc quang thụ màu vàng to lớn đứng lặng giữa trúc lâu lúc này chỉ thấy phù văn lôi điện trong pháp trận một đường quanh quẩn lên đi vào phía trên mái vòm ngưng kết cùng một chỗ với tất cả hạt đậu đang phóng xuất ra hào quang bao trùm toàn bộ quang thụ màu vàng kia vào trong hàn lập thấy thế trên tay biến đổi pháp quyết trong đôi mắt lập tức trào ra lam quang chỗ nghi tâm tuôn ra hào quang thần niệm tinh ti càng thêm sáng lên hai tay đưa đến hư không trước người bắt đầu qua lại phát họa lên phù văn chỉ thấy động tác trên tay hắn càng lúc càng nhanh thuần thuộc giống như đã sớm khắc họa qua ngàn vạn lần trên thực tế lúc biết được phù văn pháp trận này hàn lập đã sớm yên lặng luyện tập mấy trăm lần chính là quen tay hay việc, nên thực tế lúc khắc họa như thuyền đi xuôi dòng nước chảy. Quá trình khắc phù văn lên chính là một việc cực kỳ chậm chạp, Hàn Lập đã có kinh nghiệm một lần, đương nhiên sẽ không sốt ruột. Trong nháy mắt, ba tháng trôi qua, Hàn Lập thành công hoàn thành khắc phù văn lên, mấy nghìn đạo binh hoàn toàn mới liền thuận lợi ra đời. Giao đạo binh cho giải đạo nhân quản lý xong, Hàn Lập liền lập tức ra khỏi động thiên hoa chi, tiếp tục di chuyển cùng Thạch Xuyên không. chương 816, Ngũ Phẩm Tiên Đăng qua Hoàng Lương vực chính là Thập Mộng vực, hai vực không chỉ sát gần nhau, mà 18 con sông lớn bên trong Thập Mộng vực đều bắt nguồn từ Hoàng Lương vực mà ra, quan hệ giữa hai vực rất gần, bởi vậy mới có câu Hoàng Lương Thập Mộng. Mặc dù diện tích ma vực nhỏ hơn tiên giới, nhưng cảnh vật của hai vực cũng có những nét đặc sắc riêng. Ở Thập Mộng vực, ngoài 18 con sông lớn ra, còn có hàng trăm nhánh sông nhỏ, lần lượt đan xen nhau tạo thành một mảng thủy vực rộng lớn. Lúc này, hai người Hàn Lập đến đây liền thay đổi dung mạo cũng không có phi hành mà ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bình thường, dọc theo Lưu Sa Giang, một trong 18 con sông lớn kia, đi về phía bắc đến Lạn Kha Thành. Hàn Lập cải trang thành một thư sinh dung mạo tuấn tú, còn Thạch Xuyên không cũng hóa thành một văn nhân công tử, mặc áo bảo xanh, tay cầm quạt xếp. Dọc hai bên Lưu Sa Giang, đất đai phì nhiêu, hai bên tràn ngập sắc hồng của hoa đào nở rộ. Đứng nhìn từ xa, có cảm giác như lạc vào biển hoa, mùi thơm thoang thoảng trong không khí làm lòng người mê say. Thế nhưng, hàn lập nhìn chốc lát đã không còn hứng gì cả mà quay người trở về lại trong khoang thuyền rồi ngồi xuống cứ nghĩ mộng đào lâm này có gì đặc biệt chẳng qua cũng chỉ đến thế nơi này dành cho phàm nhân đến thưởng hoa còn được đối với chúng ta thì chẳng có gì thú vị hàn lập tự rót cho mình một ly rượu uống một ngụm rồi thở dài nói lúc đầu thạch xuyên không cũng không định giải thích gì nhưng thấy hàn lập mang rượu ngon ra liền vội quay trở lại lấy ra một cái cốc màu hổ phách tự rót cho mình một ly đầy Lệ huynh không biết rồi, bên trong thập mộng vực có 10 đại dị mộng huyễn cảnh. Mộng Đào Lâm là một trong số đó. Thần thức của Lệ huynh quá cường đại nên mới không bị Mộng Đào Lâm ảnh hưởng. Đổi lại là một người khác, có lẽ đã nhìn thấy tiên nữ ca múa, kỳ thú chạy quanh rồi. Thạch Xuyên không nhâm nhi ly rượu, chậm rãi nói, nói như vậy là ta không có phúc được nhìn rồi. Hàn Lập nói, nếu huynh thật muốn thấy những mộng cảnh đó, có thể thu hồi thần thức, không chống cự dọc đường chúng ta đi còn có hai đại mộng cảnh mộng thiên thê và huyễn hỏa hải nửa đến lúc đó hãy thử xem có thể mê hoặc được ngươi hay không thạch xuyên không cười nói hàn lập im lặng không nói gì trước đó hắn dùng tử dương ôn ngọc tu luyện luyện thần thuật tiến cảnh nhanh như ngày đi ngàn dặm thần thức cũng mạnh lên mấy lần nhưng vẫn cách đột phá tầng thứ năm đại thành một khoảng cách nhỏ một hơi uống cạn ly rượu hàn lập phung tay quét qua cái bàn nhỏ một cái từ trong lòng bàn tay của hắn lóe lên thanh quang lấy ra một ngọn đèn lưu ly cổ quái Lệ huynh, người đã luyện hóa vật này rồi sao? Thạch xuyên không liếc mắt một cái nhìn ngọn thanh đăng rồi hỏi. Phệ hồn đăng là di vật của tử thanh song thù, ta sợ có ấn ký bí mật gì đó nên vẫn niêm phong, không dám luyện hóa. Hàn lập lắc đầu, đây là phệ hồn đăng, vẻ mặt thạch xuyên không kinh ngạc, trước đây người đã từng thấy các nàng sử dụng mà, sao lại bất ngờ như vậy? Hàn lập hỏi, cái này, lệ huynh, nếu như ngươi không muốn luyện hóa, chỉ bằng bán lại cho ta, giá tiền không thành vấn đề thạch xuyên không mở to mắt nhìn hàn lập vừa xoa tay vừa nói thạch huynh a à, thạch huynh người đã nói như vậy thì làm sao ta bán được mau nói xem có phải lai lịch vật này rất đặc biệt không hàn lập nghe vậy cười to không gạt lệ huynh quả thật lai lịch vật này không nhỏ đây là một món ngũ phẩm thần hồn tiên khí mà cả tiên ma hai vực đều có thể sử dụng bởi vì nó chỉ dùng thần hồn để thúc giục năng lực mạnh yếu của nó hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ thần thức của người sử dụng Lúc nãy ta cũng chỉ nói dẫn thôi, vật này ở trong tay huynh mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thạch Xuyên không cười cười nói, lúc trước ta đã dò xét qua một lần, không phát hiện có ấn ký tồn tại, chỉ là e ngại ma vực có thủ pháp gì đó đặc biệt để che mắt mới không dám luyện hóa tùy tiện. Nếu Thạch Huynh đã nói thế, vậy kiểm tra giúp ta một chút, ta liền luyện hóa bây giờ, cũng là thêm một thủ đoạn nghinh địch. Hàn Lập suy nghĩ một lúc mới nói, ta cũng đang có ý đó, Thạch Xuyên không gật đầu, dứt lời, y nhận lấy phệ hồn đăng từ tay hàn lập quan sát cẩn thận một lúc lâu sau y trả lại phệ hồn đăng cho hàn lập rồi nói ta đã tra xét qua xác thực không có thủ đoạn ẩn giấu của thánh vực trên phệ hồn đăng được vậy ta yên tâm luyện hóa rồi hàn lập gật đầu lệ huynh chớ vội người có biết bốn con dị thú trên ngọn đèn này không thạch xuyên không khoát tay hỏi mời thạch huynh chỉ giáo trong lòng hàn lập rung động thoạt nhìn bốn con dị thú này gần giống nhau nhưng vẫn có những điểm khác biệt nhỏ đầu thú một sừng này là tham nhiếp ưa thích săn bắt sinh hồn còn con có hai mắt hõm sâu chuyên ăn tàn hồn tên là phong u còn còn có hai tai khép lại được đặt tên là bất văn yêu thích giam cấm thần hồn cuối cùng là con miệng đầy răng nanh này sở thích chiếm đoạt thần hồn bốn con dị thú đại biểu cho bốn loại năng lực của phệ hồn đăng thạch xuyên không chậm rãi nói ra thạch huynh người đã biết rõ như vậy tại sao lúc trước lại không nhận ra phệ hồn đăng hàn lập nghe xong chợt có chút nghi hoặc ai Vốn năm đó phệ hồn đang xuất hiện ở thánh vực, sắp bị Quảng Nguyên trai chúng ta thu lấy. Đáng tiếc là lúc đó ta bận rộn nhiều việc, không xử lý kịp thời làm mất đi tin tức của bảo vật này. Thật không ngờ nó lại rơi vào tay đại ca ta. Thạch Xuyên không cười khổ, "Ra là thế, vậy tại sao ngươi lại bảo ta khoan vội luyện hóa phệ hồn đăng?" Hàn Lập cười một tiếng rồi hỏi, "Bởi vì bốn con dị thú này cũng không phải là loại hiền lành. Căn cứ theo tin tức trước đây, luyện hóa phệ hồn đăng cần có phương pháp đặc thù." nếu không có thể bị dị thú cắn trả làm tổn thương đến thần hồn thạch xuyên không thở dài nghe vậy trên mặt hàn lập nở ra một nụ cười thuận tay lấy ra một quyển cổ tịch màu xanh trên bìa có bốn chữ phệ hồn luyện nguyên đây chính là phương pháp mà tử thanh song thù sử dụng để luyện hóa trước đây tay hắn giơ quyển cổ tịch nói ra thảo nào ngày đó người nhất quyết chọn vật này lệ huynh đúng là không bao giờ chịu thiệt thạch xuyên không nhìn thấy quyển cổ tịch thì cứng nở miệng lưỡi đoạn đường tiếp theo cũng không có việc gì có lẽ ta sẽ luyện hóa phệ hồn đăng luôn, biết đâu sau này sẽ hữu dụng. Hàn Lập nói, đúng vậy, tình thế bây giờ nguy hiểm, có thêm thủ đoạn thì càng an toàn. Người cứ chuyên tâm luyện hóa, việc hộ pháp cứ để cho ta. Thạch Xuyên không gật đầu, tiếp đó, Hàn Lập cũng nhanh chóng dựa theo phương pháp trong quyển phệ hồn luyện nguyên kia bố trí pháp trận ngay trên thuyền nhỏ. Pháp trận vừa bày xong, hai tay Hàn Lập ấn pháp, bắt đầu khởi động trận pháp. Chỉ thấy phệ hồn đang bị bao phủ bên trong trận pháp, ở giữa sáng rực tầng tầng kim quang, nguyên bản phệ hồn đăng chỉ tỏa ánh sáng lưu ly ảm đạm, bị kim quang bên trong trận pháp bao phủ, bỗng nhiên sinh ra từng đạo tơ xanh tím nho nhỏ. Hàn Lập nhìn những sợi tơ răng đầy bên trong ngọn đèn thì khẽ cau mày. Đây chính là những sợi thần niệm của Tử Thanh Song Thù đã ẩn giấu trong phệ hồn đăng. Trong lòng Hàn Lập thoáng động, một cỗ nhiệt lực nóng bỏng từ trong trận pháp sinh ra, bao trọn lấy phệ hồn đăng. Từng sợi tơ trong ngọn đèn kia đột nhiên run lên trông như lươn bị sát muối, kịch liệt rung động. Ngón tay hàn lập chỉ thẳng ngọn đèn, cổ tay chuyển một cái, hắn quát khẽ một tiếng, khu. Lập tức, từng đoàn kim quang tràn vào trong phệ hồn đăng, đốt cháy toàn bộ những sợi tơ màu xanh tím, như mặt trời làm tan chảy tuyết vậy. Khu trừ hết thần niệm của tử thanh song thù, khóe miệng hàn lập nở ra nụ cười, liền dung nhập thần niệm của mình vào trong đó. Pháp quyết hắn biến đổi liên tục, hai mắt khép lại, tinh quang nơi mi tâm chợt lóe lên, từng đạo tinh thần ý niệm hóa thành những sợi tơ nhỏ trong suốt tràn vào phệ hồn đăng, bắt đầu dung hợp. Thời gian dần trôi, vài tháng sau, chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng đi, đã ra khỏi khu vực mộng đào lâm. Trước mắt lại đến một huyễn cảnh khác của thập mộng vực, mộng thiên thê. Thạch xuyên không đứng trước mũi thuyền, ánh mắt đảo qua hai bên bờ sông. Thế núi nơi đây hiểm trở, hùng vĩ, phía xa xa có vách đá nhô cao như muốn đâm vào bầu trời. Thuyền nhỏ đi đến thủy vực trước vách núi, xung quanh là một mảnh vắng lặng bình minh vừa đến ánh nắng cùng sương sớm hòa với nhau tạo thành một màu đỏ trải khắp trên mặt sông ánh sáng mặt trời càng lên cao ánh sáng màu đỏ cũng dần đổi sang màu vàng thạch xuyên không cau mày nhìn vào một bên vách núi chỉ thấy ở nơi đó khúc xạ kim quang bổng xuất hiện một thang đá hướng thẳng lên đỉnh núi nhìn kỹ lại mới thấy thang đá còn vượt qua cả đỉnh núi một mực kéo dài trong hư không xuyên qua tầng tầng mây trắng thạch xuyên không cảm khái đang thầm tiếp cho Hàn Lập bế quan bỏ lỡ kỳ cảnh thì đột nhiên trong lòng chợt động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Lập vốn đang bế quan tĩnh tu mấy tháng, bất ngờ phát ra một tiếng hừ khó chịu, cả người bắt đầu trở nên lung lay. Chương 817, che giấu tai mắt, trong lòng thạch xuyên không khẽ động, nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy cây đèn lưu ly cổ đăng trong pháp trận kia đang xảy ra biến hóa. Ngay lúc này, hai mắt của bốn dị thú dưới cây đèn hoa sen kia đều sáng lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Ngay khi Thạch Xuyên không vừa mới nhìn về phía ánh sáng màu đỏ một cái, trong thần thức đã vang một tiếng ông, cả người giống như bị sét đánh. Máu huyết trong người y cảm giác như sôi trào lên, cả người khô nóng vô cùng, đến cả hít thở cũng có chút khó khăn. Y vội mạnh mẽ kìm chế tâm thần mình lại, đồng thời thúc giục công pháp bảo vệ cả người. Ngay khi y vừa nhìn chăm chú bốn con dị thú kia, liền giật mình, trong lòng chợt có cảm giác như bọn chúng sống lại, tất cả đều nhếch miệng nhe răng về phía y trong lòng y cảm thấy có một cảm giác phẫn nộ giận dữ kéo tới mà không cách nào nói ra. Trong thoáng chốc, y cảm thấy trong thiên địa này đã đối đãi y quá bất công, y không tranh quyền thế, trong lòng không muốn tranh đoạt quyền lực mà liên lụy đến huynh đệ trong nhà mình, chỉ muốn là một kẻ ngao du thiên hạ, phú quý giàu sang một phương, thu thập tất cả kỳ chân dị bảo khắp thiên hạ, đó mới gọi là tiêu giao tự tại. Nhưng mà đại ca cùng ngũ tỷ của y, thậm chí còn có cả các huynh đệ khác, dường như ở trong lòng luôn ngầm có định ý với y, cuối cùng là vì chuyện gì. Nếu các ngươi đã bất nhân, thì cũng đừng trách Thạch Xuyên không ta bất nghĩa. Thời gian dần trôi qua, gương mặt vốn anh Tuấn vui vẻ của y trở nên dữ tợn, vẻ mặt trở nên hung ác vô cùng. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát trói tai bất ngờ vang lên. Âm thanh này hết sức quen thuộc, chính là phát ra từ Hàn Lập. Ngay sau tiếng vang, trong đầu Thạch Xuyên không chợt cảm thấy trống rỗng, cảnh tượng kỳ dị cùng với tiếng vang kỳ quái trước đó, tất cả đều biến mất không thấy đâu sắc mặt của y quả thực khó coi, trong lòng mơ hồ có cảm giác sợ hãi không thôi. Trong khi lấy lại bình tĩnh, y nhìn về phía cây đèn lưu ly, liền phát hiện ánh sáng màu đỏ vẫn còn đó, chỉ là bị một cỗ lực lượng thần niệm cường đại áp chế lại. Cỗ lực lượng thần niệm này phát ra, hiển nhiên là từ Hàn Lập. Lúc này, nhìn bề ngoài của Hàn Lập như gió êm sóng lặc, nhưng trong thức hải đã sóng đục ngập trời. Cũng không biết có phải phương pháp luyện chế của tử thanh song thù lưu lại là giả hay không, mà trước đó hắn rót rất nhiều thần niệm tinh ti vào trong cây đèn, vậy mà lại khiến cây đèn cắn trả, làm bốn con dị thú kia hóa thành bốn con voi giả hiện ra bên trong thần thức của hắn, trắng trợn hấp thu lực lượng thần niệm và ý đồ thôn vệ cả thần hồn hắn nữa. Bên trong thức hải của hắn, bốn đầu hư ảnh dị thú thật lớn, từ bốn phía đông tây nam bắc trong thức hải từ từ tiến đến, không ngừng đè ép không gian thức hải của hắn. Trong lòng Hàn Lập tụng niệm khẩu quyết tầng năm luyện thần thuật, bắt đầu toàn lực thúc dục vận chuyển luyện thần thuật từng đợt dao động thần thức mạnh mẽ từ bên trong thức hải của hắn khuếch trương ra hóa thành một gợn sóng thật lớn không gì sánh được lan tỏa đánh về phía bốn con dị thú ngăn cản bước chân của bọn nó tiến đến thế nhưng việc này cũng chỉ tạm thời chỉ có thể trì hoãn chứ không có cách nào giải quyết nguy cơ ngay lập tức ngưng đúng lúc đó trong miệng hàn lập quát to một tiếng chỉ thấy khắp nơi trong thức hải của hắn giống như nổi lên cơn bão tuyết liền có một luồng ánh sáng màu trắng như tuyết quét qua trong nháy mắt đã đông cứng khắp nơi bên trong thức hải làm cho bốn con dị thú kia đóng băng ngay tại chỗ. Hành động của tứ thú bị chặn lại, lúc này Hàn Lập mới có dịp thở dốc, hắn đang định muốn tiến thêm một bước nữa, chợt một tiếng động két vang lên. Trước đó bốn con dị thú kia đã hấp thu nhiều lực lượng thần thức của hắn, vì vậy khó mà đông cứng được bọn nó, thế là từng con từng con phá băng chui ra, rồi lại tiếp tục gào thét vụ vào bên trong thức hải hắn. Cố cảm giác áp bách hơn xa trước đó, tràn ngập khắp thức hải của hắn, hơn nữa lại có khuynh hướng càng lúc càng kinh người hơn hàn lập thấy vậy cảm giác trong lòng càng nặng nề hơn hắn biết được một khi để cho tứ thú hợp lại sẽ làm cho không gian thức hải của hắn áp xúc lại hoàn toàn đến lúc đó thần thức của hắn sẽ khô kiệt toàn bộ thần hồn triệt để tiêu tán cuối cùng sẽ biến thành một gỗ thân xác không hồn ngay trong lúc khốn đốn trong thức hải của hắn bất ngờ tỏa ra một gỗ ánh sáng màu tím từng luồng từng luồng lực lượng ấm ấp thoải mái dễ chịu từ đó chuyển đến hòa nhập vào trong thức hải của hắn làm cho lực lượng thần niệm của hắn mau chóng được bổ sung Hàn Lập mừng rỡ, vội vàng thúc giục pháp quyết trong lòng, tập trung tất cả thần niệm vào một chỗ, toàn lực hòa vào nguồn lực lượng kia, đồng thời tiếp tục ngưng tụ thành từng luồng gợn sóng giống như trước đó, ngăn cản những dị thú đang từ bốn phía tới gần. Mặc dù tốc độ dị thú chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn tiến đến gần từng chút. Hàn Lập cảm thấy cảm giác áp bách trong thức hải càng lúc càng lớn, theo không gian thu nhỏ lại, thì dường như lực lượng thần thức cũng từng phút từng giờ bị rút ra, hơn nữa ánh sáng màu tím kia cũng bị không gian áp xúc ảnh hưởng, Khiến nó trở nên vặn vẹo, phảng phất như bị vò thành một đoàn. Một cỗ cảm giác sợ hãi làm cho người ta hít thở không thông, tự nhiên sinh ra. Nhưng ngay lúc đó, khắp nơi trong thức hải hắn bất ngờ vang lên một tiếng sét, tiếp đó là vùng ánh sáng màu tím bị vò thành một cục kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng vạn trượng, hóa thành từng vòng bảo vệ màu tím quét ra xung quanh. Ầm ầm, cuối cùng bình cảnh lâu nay làm khốn đốn hắn chợt từ cơn áp bách cực hạn kia đã đột phá. Luyện thần thuật tầng thứ năm, rốt cuộc đã đại thành. Hàn Lập còn chưa kịp cao hứng, thì trong Thức Hải hắn hóa thành gió nổi mây phun, từng luồng thần niệm cường đại khắp nơi bên trong Thức Hải ngưng tụ lại, tất cả hào quang hội tụ lại từng chút một, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh thần niệm chi kiếm vô cùng to lớn. Hình thái thần niệm chi kiếm lộ vẻ mờ ảo, phía trên có khắc từng đạo phù văn kỳ dị, quanh thân kiếm phát ra từng đợt ba động thần niệm cường đại, tỏa ra khí tức áp chế mãnh liệt, trùng kích về khắp nơi. Theo thanh thần niệm cự kiếm từ từ hạ xuống, từng luồng chấn động mạnh mẽ áp chế ra khắp bốn phương tám hướng đến cả hư ảnh bốn dị thú không cách nào ngăn cản trước đó vậy mà bị cỗ dao động thần niệm áp chế lại bắt đầu từ từ rút lui về phía sau một mực lui ra bên ngoài thức hải hàn lập trên chiếc thuyền nhỏ vẻ mặt khẩn trương của thạch xuyên không nhìn về hàn lập trong tay y nắm chặt khối tử dương noãn ngọc đang do dự có nên đặt trên đầu hắn hay không đúng lúc đó một đạo tinh quang mờ ảo bất ngờ từ trong nghi tâm hàn lập bắn ra làm cho thạch xuyên không giật nảy mình ngay khi đang muốn né tránh nó thì y phát hiện bên trong tinh quang kia không ngờ là một thanh tiểu kiếm óng ánh long lanh, vậy mà đã lơ lửng ngay mi tâm của y rồi. Thạch xuyên không cũng không có hành động gì, chỉ là ánh mắt nhìn sang phệ hồn đăng, liền thấy ánh sáng màu đỏ trong mắt bốn con dị thú đã tắt, trong lòng mới thoáng yên tâm, rồi khẽ đặt mông ngồi xuống. Ở đối diện, hai mắt hàn lập cũng từ từ mở ra, trong con mắt thần quang trầm tính, rõ ràng đã không còn chuyện gì nữa rồi. Thanh thần niệm tiểu kiếm mở ảo kia liền quay trở về, Chui vào mi tâm của hắn, biến mắt không thấy gì nữa. Hắn nhìn khối tử dương noãn ngọc nhỏ trên đầu mình, cùng với khối trong tay thạch xuyên không đang cầm, trong lòng hơi động, liền ôm quyền về phía thạch xuyên không, nói ra hôm nay nhờ có thạch huynh ra tay, nếu không hậu quả khó mà lường được. Khách khí làm gì, ta còn phải trông cậy huynh nhiều, hơn nữa ta còn mong cho thực lực lệ huynh tăng mạnh hơn, để sau này nếu có gặp chuyện gì, ta còn có chút sức lực. Đúng rồi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Sao đang yên đang lành lại đột nhiên bị phản phệ vậy?" Thạch Xuyên không khoát tay áo, chuyển chủ đề nói ra. "Ta cũng không rõ lắm, ngay khi ta rót thần niệm tinh ti vào phệ hồn đăng, chắc là không thể khống chế tốt tốc độ, làm cho lực lượng thần thức tụ vào trong đó quá nhiều, dẫn đến bốn pho tượng dị thú cắn trả. Cũng may trong lúc nguy cấp người đã lấy Tử Dương Loan Ngọc bao phủ thần hồn của ta, bổ sung chỗ hở lực lượng thần thức ta, mới khiến ta có cơ hội đột phá bình cảnh, chuyển bại thành thắng." Hàn Lập giải thích, Thạch Xuyên không nghe xong như lọt vào mây mù, nhưng nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cũng hiểu ra phần nào nguy hiểm trong đó. Tiểu kiếm mở ảo vừa rồi là gì vậy? Y vẫn còn có chỗ không hiểu hỏi. Đó là thần niệm chi kiếm, là thần thông thần niệm mà ta đã luyện thành sau khi đột phá đại thành tầng thứ 5 luyện thần thuật, cụ thể uy lực thần thông này, hiện giờ còn khó nói, tóm lại chắc sẽ không yếu. Hàn Lập hơi do dự, giải thích, chuyện liên quan đến thần thông tu hành của người khác cho dù Thạch Xuyên không có thắc mắc nhưng y cũng không dám hỏi nhiều. Trong khi hai người nói chuyện, cảnh tượng thang đá thông thiên trên vách đá đã bỏ lại phía sau, không cách nào nhìn thấy được nữa, chỉ còn hai người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt theo dòng nước, để lại trên mặt sông từng đường gợn sóng uốn lượn. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 80 năm. Trên một vùng biển âm trầm tối đen như mực, trên lưng một con cá voi màu đen cực lớn có một hòn đảo rộng chừng ngàn trượng, đang không ngừng bổ sóng chém biển bơi về phía trước cả hòn đảo cao không quá trăm trượng mặt đất hơi bằng phẳng phía trên mọc đầy cây cỏ mơ hồ còn có thể thấy từng tòa đình đài lầu cát trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi chính giữa đảo có hai người đang ngồi đối diện nhau uống rượu gió nhẹ thổi qua thích ý vô cùng thạch huynh chỉ có hai chúng ta mà bao nguyên cả tòa viễn du kình đảo quả là có chút xa xỉ hà ngồi phía bên trái hàn lập mặc một bộ áo xanh trong tay nâng chén rượu cười nói ta nói lệ huynh nghe đừng có tiện nghi lại còn khoe mẽ nha Ta bao cả hòn đảo này, còn không phải là nhìn chúng pháp trận có thể thu nạp thiên địa linh khí, bài trừ thiên địa ma khí, để cho ngươi được thoải mái sao? Thạch Xuyên không tức giận nói ra, vì ta không muốn việc này rêu rao ra ngoài, rồi dẫn đến ánh mắt của người khác. Lại nói, chuyến này càng đến gần khu vực trung tâm, ma khí giữa thiên địa càng tràn ngập dày đặc, tuy ta từng tu luyện qua công pháp ma tộc, nhưng lúc nào cũng phải ngăn cản nó, trung quy có chút phiền hà. Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, bởi vậy mới gọi là hư hư thật thật, làm cho bọn hắn không biết chính xác hành tung của chúng ta ở đâu, tất nhiên sẽ không ngăn được chúng ta. Thạch Xuyên không cười nói, vị đại ca cùng ngũ tỷ của ngươi cũng không phải người thường, gần 20 năm nay gió êm sóng lặng, chưa hẳn là không phát sinh ra âm mưu nào khác, không thể không đề phòng. Hàn Lập nói ra, không nói việc này nữa, hiện giờ chúng ta đã nhanh đến mặc hải vực, khoảng cách tới dạ dương thành chỉ còn một bước ngắn, lòng cảnh giác không thể thiếu, nhưng cũng không cần quá cẩn thận lắm thạch xuyên không cầm chén rượu uống một chút vẻ mặt tươi cười nói ra ngao ngay khi hai người đang nói chuyện một âm thanh rõ to kéo dài từ trong miệng con cá voi đen phía dưới phát ra thạch xuyên không khẽ cho mày ánh mắt nhìn về hải vực phía xa chỉ thấy nơi đó không có gì vẻ mặt y không khỏi lộ ra chút khẩn trương y vội quay đầu nhìn về phía hàn lập sợ hắn nói miệng mình là quả đen một đầu đại yêu ở dưới nước mà thôi khí tức chỉ có kim tiên đỉnh phong cũng không phải là chủng loại hung ác hiếu chiến gì cả Hàn Lập nhìn về phía xa một cái, nói ra, hắn vừa nói xong, hải vực phía trước bất ngờ sáng lên một mảnh ánh sáng mờ mờ, trên mặt biển đen xì chợt quay cuồng dữ dội, từ đó nổi lên bọt nước vô cùng to lớn. Phía dưới bọt nước, rõ ràng là một con sứa màu trắng, hình dáng cơ thể hơn xa con cá voi đen, hình dáng cả người nó hơi mờ, bên trong lại còn phát ra ánh sáng óng ánh, nhìn như chiếc đèn sáng màu trắng trên mặt biển. chương 818, âm hồn bất tán. Ồ, đó là minh tâm thủy mẫu, thứ này ở sâu bên trong mặt hải vực sao hôm nay lại trồi lên mặt nước rồi thạch xuyên không thấy thế ánh mắt hơi ngưng tụ kinh ngạc kêu lên hàn lập nghe vậy thần sắc lập tức biến đổi lớn tiếng nói đi mau Dứt lời kim quang quanh thân hắn sáng ngời một bước ngang qua chân ngôn bảo luân trong người nhanh chóng nghịch chuyển một phát túm được thạch xuyên không còn đang nghi hoặc thân hình lóe lên rồi biến mất thân hình hai người lướt lên cao con sứa kia cũng đâm vào thân người cá voi đen ngay sau đó liền nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Oánh quang quanh thân sứa trắng đại phóng, đúng là trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, cơ thể cá voi đen cực lớn cũng vang lên một hồi sấm rền, đột nhiên nổ ra, vậy mà xương cốt lớn nhỏ trong cơ thể đều tách ra khỏi máu thịt, nổ bắn ra đuổi theo hướng hai người Hàn Lập. Sau khi hai người Hàn Lập bay vào không trung, lập tức quay người một cái, mỗi người nâng lên một quyền đập xuống hư không phía dưới. Ầm một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh cực lớn một xanh một trắng đánh xuống ầm ầm va chạm với xương trắng mang theo máu thịt phấn hồng. Hai đạo quyền ảnh đồng thời bạo tạc nổ tung, tiếp đó những chiếc xương trắng của cá voi đen kia cũng nổ tung, biến thành một mảnh bột mịn màu trắng. Không chờ hai người Hàn Lập nhìn rõ, trong bột mịn màu trắng có một đạo nhân ảnh màu trắng lướt nhanh ra. Bàn tay gã mạnh mẽ vung lên trong hư không, một màn sáng màu trắng mở ra, bao phủ hai người Hàn Lập trong đó. Ngay sau đó, bên trong màn sáng ngập tràn xương trắng, từng trận quỷ khí âm trầm bay lên. Trong một mảnh xương mù xa xa, từng tòa tháp cao lớn bay lên, chấn thủ bốn phương tám hướng. Hàn Lập và Thạch Xuyên không thân ở trong đó, thân sắc không khỏi đại biến. Hai tên tiểu tạp trùng, đạo hạnh không cao, lại cẩn thận không ít, hại Lão Phu phải đi tìm một thời gian dài. Không nghiền xương bọn ngươi thành cho thì khó giải mối hận trong lòng Lão Phu. Lúc này, một tiếng nói chuyển đến, thanh âm có chút chật xa chật gần, lơ lửng bất định. Nguy rồi, là chiếu cốt Lão quỷ kia đuổi tới. Thật đúng là âm hồn bất tán mà. Trong lòng Thạch Xuyên không âm thầm kêu khổ, Hàn Lập nghe vậy, hoa quang màu tím trong đôi mắt bỗng lóe lên, cửu u ma đồng trong nháy mắt mở ra, nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn xuống phía dưới, da đầu của hắn không khỏi run lên một hồi. Chỉ thấy xung quanh đều có một tòa bạch cốt kinh quan lẳng lặng đứng, mỗi tòa đều cao mấy trăm trượng, phía trên chất đầy từng chiếc đầu lâu trắng hiếu, trong hốc mắt đều lóe lên quỷ hỏa u lục. Trên đỉnh tám tòa kinh quan đều có một đầu lâu không giống người thường toàn thân cũng không trong suốt như ngọc, mà sáng chói kim quang, thoạt nhìn khi còn sống đều là tu sĩ đẳng cấp cao tu hành đắc đạo. Giữa chúng rõ ràng có mối liên hệ nào đó, cùng tạo thành một tòa âm cốt đại trận quỷ dị cổ quái, từ trong truyền ra trận trận khí âm hàn, khiến hai người hàn lập cảm thấy tiên linh lực vận chuyển trong người bị ảnh hưởng. Đối mặt một tu sĩ đại la cảnh đã cực kỳ tức giận, đương nhiên hàn lập không dám khinh thường. Bàn tay hắn vung lên, một màn sáng màu vàng lập tức mở ra, bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, ý định làm chậm lại khí thức ăn mòn ẩn giấu trong đó. Trong thời gian linh vực của hắn, tốc độ lưu động của những xương trắng kia rõ ràng chậm lại, nhưng độ nóng trong không khí càng ngày càng thấp, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ. Hôm nay lão phu xem các ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu. Theo tiếng gầm lên giận dữ liền có từng trận âm thanh sóng nước vang lên cuồn cuộn. Hàn lập cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong xương mù dày đặc dưới thân sáng lên từng đạo quang mang huyết hồng trên mặt biển đen nhánh đằng kia vậy mà lăng không sinh ra một hố lửa luyện ngục rộng trăm trượng. Trong hố lửa khói đen cuồn cuộn, tựa như có nham thạch nóng chảy bốc lên, nhưng lại khiến kẻ khác không cảm giác được một chút sóng nhiệt nào. Trong nham thạch nóng chảy có vô số cỗ xương khô không đầu màu trắng, tầng tầng lớp lớp giấy ruộng vô nghĩa trong nham thạch nóng chảy, tất cả đều muốn leo ra ngoài hố lửa. Chẳng qua là một đợt áp qua, liên tiếp có cảnh tượng thê thảm rất chìm vào trong nham thạch. Thế nhưng đúng lúc này, tám tòa bạch cốt kinh quan chung quanh, trên đỉnh tám đầu lâu không giống người thường đồng thời sáng lên một thứ tương tự chân ngôn phù văn của Phật gia. Đầu lâu trên kinh quan giống như sống lại, nhao nhao rung rung đứng lên. Những chiếc xương quai hàm rời rạc run rẩy lên xuống, vang lên một mảnh âm thanh ken két quỷ dị dày đặc. Phía dưới hố lửa luyện ngục cũng rung động kịch liệt theo, vốn chỉ là nham thạch nóng chảy bình tĩnh tỏa ra bong bóng khí, vậy mà bây giờ bề mặt dốc lên rất nhanh, có xu thế dâng trào lên. Vô số xương khô ẩn trong đó giống như diều gặp gió, bay lên không trung. Hàn lập trao mày, thần sắc ngưng trọng, bây giờ hắn đã không còn lòng giả suy nghĩ vì sao chiếu cốt chân nhân có thể tìm được hai người bọn họ ẩn núp trong minh tâm thủy mẫu. Đầu hắn đang nghĩ nên đối phó thế nào mới có thể thoát thân. Lệ huynh, khổ cốt linh vực của chiếu cốt lão quỷ cực kỳ lợi hại, chân chính có thể đạt tới linh vực cấp tạo vật cảnh, chuyện này đúng là hỏng bét. Một hồi chúng ta tìm cơ hội chia nhau trốn chạy để khỏi chết ra. Thạch xuyên không mở miệng nói, xem ra lão gia hỏa này đã sớm dự mưu, Lần này muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói, hắn từng thấy qua tạo vật cảnh linh vực, nhưng cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt giống chiếu cốt chân nhân hôm nay thì đúng là lần đầu. Thạch Xuyên không cũng phát hiện điểm này, sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi. Đã đến, ánh mắt Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại, mở miệng quát. Theo một tiếng này, phía dưới hố lửa luyện ngục cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát. Nham thạch nóng chảy màu đỏ như máu rốt cuộc phun ra vô số bộ xương trắng không đầu bay vụt lên từ trong đó lao thẳng tới hai người bọn họ trong huyết quang tựa như toàn bộ xương khô đều sống lại từng tên giãn ra gân cốt phát ra trận trận âm thanh ken két trong tay cầm từng cây cốt binh màu trắng im lặng phóng tới hai người vực linh chẳng lẽ lão quỷ này đã ngưng luyện linh vực đến hóa linh cảnh thạch xuyên không kinh sợ kêu lên một tiếng bàn tay khẽ đảo phía dưới vội vàng lấy ra một thanh chiến đao màu đen nắm trong tay tử mang trong mắt hàn lập lập lòe bất định theo tay vung lên, một cánh cổng ánh sáng màu bạc sáng lên bên cạnh. Giải đạo nhân thần sắc hờ hững bước từ trong ra, đi tới phía trên hải vực. Vậy mà có động thiên chi bảo, thoạt nhìn lần này ít nhiều có thể đền bù tổn thất một chút. Thanh âm chiếu cốt chân nhân không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng truyền đến. Từ khí thức xem qua, mấy thứ này tựa hồ chỉ là đạo binh, không phải vực linh. Hoặc là cùng loại với đạo binh vực linh, hàn lập mắt điếc tai ngơ, mở miệng nói với thạch xuyên không. Dứt lời, hắn vật đầu nhẹ về hướng giải đạo nhân giải đạo nhân lập tức lật tay một cái trong lòng bàn tay hiện ra một cái hổ lô màu xanh nghiêng đổ xuống dưới mạnh mẽ đánh vào đáy nương theo một hồi ánh sáng màu xanh sáng lên miệng hồ lô hiện lên một đạo quang mang vô số hạt đậu màu vàng bắn từ trong da như mưa rơi xuống phía dưới chỉ thấy trong hư không từng đạo hào quang tử kim vang lên không ngừng điện mang quấn quanh toàn bộ hạt đậu màu vàng hào quang lóe lên hóa thành từng đạo binh tử văn kim giáp cao hơn một trường dung mạo tất cả giống nhau hoàn toàn, đường cong trên mặt đều có chút đông cứng không được tự nhiên, duy chỉ có bên trong một đôi tròng mắt vậy mà có thần quang ẩn giấu, thoạt nhìn có vài phần linh tính. Bên ngoài cơ thể, tất cả đều mặc một bộ áo giáp màu vàng có đường vân màu tím, áo giáp che toàn bộ chỗ hiểm trên người chúng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, hoa văn phức tạp, thoạt nhìn tràn trề chính khí. Toàn bộ đạo binh không cần người chỉ huy, trong lòng bàn tay từng con đều sáng lên từng đạo điện quang hai màu tử kim, vốn như cánh chim cùng mở thành mạng lưới tiếp theo rất nhanh có lại ngưng tụ thành từng binh khí lôi điện kiểu dáng khác nhau, quanh thân nhộn nhạo từng trận khí tức lôi điện mãnh liệt. Mấy nghìn đạo binh vừa mới hiển hóa hoàn thành, xương trắng không đầu phía dưới cũng đều nhao nhao vọt lên, hai đội quân một lên một xuống, đón đầu va chạm với nhau. Ầm ầm ầm, một hồi âm thanh lôi điện chói mắt vang dội, mấy nghìn đạo lôi điện tử kim bay lên từ tay đạo binh, đồng thời nổ ra, giống như khói lửa chiếu rọi bầu trời đêm ở nhân gian, rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, chỉ thấy điện quang tới đâu, toàn bộ bạch cốt nhao nhao đứt gãy rã rời, rơi xuống hố lửa luyện ngục bên dưới, bị nham thạch nóng chảy cuồn cuộn nuốt sống vào trong. Sâu trong xương trắng hư không, một vòng hư ảnh màu trắng thoáng chậm lại, có chút kinh ngạc nhẹ ồ một tiếng, lập tức thân hình lại phiêu tán, biến mất trong xương mù trắng. Hàn Lập sinh ra cảm ứng, ánh mắt rời về phía hư không kia nhưng chỉ thấy khí vũ lưu động, không có vật gì. Lão hồ ly chiếu cốt này, tuy có tu vi đại la nhưng cũng không chịu tùy tiện tiếp cận chúng ta, Xem ra hắn đã sớm thăm dò lai lịch của chúng ta rồi." Hàn Lập truyền âm nói, "Đã nhiều năm như vậy, tin tức của chúng ta sợ đã sớm bay đầy trời ở Thánh vực rồi, hắn biết rõ cũng không có gì kỳ quái. Những ngày qua, Lệ huynh chăm chỉ tu hành, ta cũng không nhàn rỗi, chỉ là bị kìm lại ở cảnh giới này không cách nào đột phá, mới khó có thành tựu lớn. Chỉ cần chúng ta có thể phá ra phạm vi khô cốt linh vực này, ta có thể phát động một bí thuật không gian đưa ta và ngươi lập tức rời xa chỗ này." Thạch Xuyên không truyền âm trả lời theo ta được biết, tạo vật cảnh linh vực khác linh vực bình thường, không gian linh vực của nó có thể cường hóa bổ sung thuộc tính pháp tắc, muốn đột phá ra ngoài chỉ sợ rất khó, huống hồ chiếu cốt kia còn ẩn thân chỗ tối thì càng thêm không dễ. Hàn lập truyền âm nói, nếu lệ huynh có biện pháp phá vỡ một tòa bạch cốt kinh quan kia, ta có thể hao tổn một ít tinh huyết, thử cưỡng ép phát động bí thuật, từ lỗ hổng đó trốn ra. Thạch xuyên không trần chờ một chút, nói, xem ra cũng chỉ có như thế. Hàn lập gật đầu nhẹ, nói, đúng lúc này, bên đạo binh lại truyền tới một hồi bạo động hàn lập cúi đầu nhìn lại chỉ thấy xương gãy lúc trước bay về hố lửa luyện ngục vậy mà tất cả đều tổ hợp một lần nữa từng tên đều phục hồi như cũ lần nữa xông lên giao chiến với đạo binh cùng lúc đó một bàn tay xương trắng cực lớn đột nhiên thò ra từ hố lửa một phát túm được mép hố lửa ra sức trèo lên trên mãnh liệt chạy ra khỏi hố lửa thứ kia lộ nguyên hình từ nham thạch nóng chảy rõ ràng là bộ xương khô cực lớn sinh ra bốn tay cao hơn trăm trượng cũng không có đầu lâu chỉ là bên ngoài xương cốt lượn quanh từng đoàn hỏa diễm huyết hồng trong tay còn nắm bốn chuôi cốt kiếm phía trên khắc chữ rậm rạp chẳng chịt không cách nào thấy rõ cự cốt bốn tay đạp hai chân một cái thân hình liền nhanh chóng lên cao thoáng cái liền xông vào trong trận đội quân đạo binh trong chốc lát mấy trăm đạo binh bao bọc phây quanh binh khí trong tay nhao nhao chém xuống thứ kia ở trên có từng đạo lôi điện tử kim phun ra đánh lên thân cự cốt bốn tay chỉ thấy huyết mang quanh thân cự cốt sáng ngời toàn bộ hỏa diễm huyết hồng phát lớn ra hóa thành một đảo áo giáp huyết quang, phía trên không biết có loại lực lượng cổ quái gì, vậy mà ngăn lại toàn bộ lôi điện. chương 819, thần niệm tiểu kiếm hiển uy. Giải đạo nhân thấy vậy, nói một câu nhàn nhạt giao cho ta. Sau đó hai tay mở ra, hai thanh chiến đao phong cách cổ xưa xuất hiện, xung quanh có lôi điện chập trần được giải đạo nhân nắm trong tay. Xung quanh y chấp hiện lôi quang, kèm theo một tiếng sét nổ, thân hình giải đạo nhân bỗng nhiên biến mất. Âm một tiếng sấm rền vang, giải đạo nhân lại xuất hiện ngay trước mặt cửa cốt bốn tay hai thanh chiến đao chập trần lôi điện trong tay y như hai cánh lôi điểu nhắm thẳng đầu cửa cốt kia chém tới thanh âm nổ vang long trời lở đất giải đạo nhân cùng đạo binh chung quanh không ngừng vây công mảng lớn lôi điện tử kim ngưng tụ ra từng khỏa lôi cầu khổng lồ bắn thẳng đến hướng bộ cửa cốt không đầu bốn tay kia lôi cầu tan vỡ tạo thành một lưới điện phủ khắp bầu trời xung quanh cửa cốt nhưng ngay lúc đó phía dưới hố lửa luyện ngục lại có một cỗ khí tức cường đại phóng thích ra một bộ bạch cốt chậm rãi bỏ ra từ bên trong nham thạch nóng chảy. Hình thể của nó còn to lớn hơn cự cốt đang chiến đấu với giải đạo nhân. Thấy vậy, Hàn Lập liền biết càng kéo dài thời gian càng bất lợi với phe mình, hắn vung tay triệu hoán 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ra, chém thẳng về hướng bạch cốt. Kiếm khí của thanh trúc phong vân kiếm giết gào giữa hư không, hóa ra mấy nghìn đạo kiếm ảnh màu xanh, kiếm ảnh hồng lưu cuồn cuộn không dứt đánh thẳng về hướng bạch cốt. Hàn Lập nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế thanh trúc phong vân kiếm, thần niệm cũng phóng ra toàn bộ tìm kiếm chân thân của chiếu cốt chân nhân. Ở trong linh vực của kẻ địch, dù cho thần thức hắn cường đại vẫn bị áp chế, không cách nào tìm kiếm chuẩn xác. Mắt thấy kiếm ảnh của Thanh Trúc Phong Vân kiếm sắp va chạm với bạch cốt kia thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy hốc mắt bên trong đầu lâu bạch cốt vốn có u lục quỷ hỏa chập trần bất định bỗng nhiên rực sáng gấp mấy lần. Từ trong miệng nó phun ra từng đạo lục sắc trường khí, chặn lại kiếm ảnh. Mấy nghìn kiếm ảnh bên trong trường khí như bị thứ gì hạn chế, mặt ngoài rất nhanh bị dỉ xét. Trong nháy mắt, gần nghìn chuôi kiếm dỉ xét lại bị phân giải, biến mất không thấy. Hàn lập thấy trướng khí lục sắc kia có điều cổ quái, pháp quyết trên tay biến đổi, miệng hét to một tiếng, bạo. Tiếp đó là một hồi âm thanh lôi điện nổ vang ầm ầm. Một mảnh hoàng kim điện quang từ bên trong đột nhiên phóng ra, phá tan lục sắc trướng khí. Vốn lục sắc trướng khí có chứa khí âm sát, ở trước mặt lôi điện dung hợp tịch tà thần lôi cùng hoán cốt kim lôi không cách nào chống cự được, bị đánh tan tác triệt để lộ ra bạch cốt kinh quan phía sau tiểu tử ngươi cũng thật có chút môn đạo đáng tiếc một giọng nói vang lên bên tai hàn lập thanh âm mang theo vài phần khen ngợi hàn lập nhướng mày hắn đã không cách nào phân thần chỉ có thể tiếp tục thúc giục số kiếm ảnh còn lại đánh về phía bạch cốt kinh quan nhưng mà ngay lúc này bạch cốt kia lại tỏa ra quang mang sáng ngời tất cả bạch cốt đầu lâu nhao nhao bắn ra bốn phương tám hướng thanh trúc phong vân kiếm lập tức chém hụt vào hư không phạm vi lớn như vậy nếu sử dụng lôi điện để oanh kích bạch cốt cũng không được càng thêm khó giải quyết chính là những bạch cốt đầu lâu này lại tập trung bay về hướng của hàn lập và thạch xuyên không tốc độ cực nhanh dường như không bị lĩnh vực của hàn lập áp chế thạch xuyên không thấy thế vốn y còn đang chuẩn bị bí thuật chạy trốn liền định dừng lại để ngăn chặn những đầu lâu này bỗng nghe thấy hàn lập truyền âm mấy thứ này giao cho ta đối phó lỗ hổng đã mở ra ngàn vạn lần đừng dừng lại thạch xuyên không cũng không nói hai lời lập tức tiếp tục thôi động bí thuật hàn lập thu hồi kiếm quyết vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh một đạo kim quang trói mắt tỏa ra từ sau lưng nhưng đúng lúc này dị biến nảy sinh chân ngôn bảo luân vừa xuất hiện thân hình hàn lập đột nhiên cứng đờ tiên linh lực cũng không cách nào vận chuyển được tâm thần hắn căng cứng thân thể bị khống chế hai tay không tự chủ được giang rộng ra cả người như bị đóng đinh trên thập tự giá không thể nào nhúc nhích cách đó không xa thạch xuyên không cũng bị giam cầm vì bí thuật bị cưỡng ép cắt ngang trên khóe miệng y vẫn còn vài vệt máu tươi bây giờ chỉ còn giải đạo nhân cùng lôi giáp đạo binh có thể tự do hành động nhìn thấy hàn lập gặp nguy giải đạo nhân giơ hai thanh chiến đao trảm đình và đoạn tiêu giao thoa trước mặt vận khởi lực lượng lao lên lôi điện quang mang trên thân hai thanh đao bộc phát ra ầm ầm hơn ngàn bạch cốt bốn phía bị điện quang phá nổ hai đạo điện quang giao thoa với nhau tạo thành một cột sáng hình xoắn ốc bay thẳng về nơi hàn lập bị giam cầm nhưng vừa bay được khoảng trăm trượng một đạo nhân ảnh từ trong sương mù hiện ra vung tay xuất trường một cỗ lực lượng ba động cường đại đập thẳng vào cột sáng xoắn ốc điện quang tan vỡ bốn phía giải đạo nhân bên trong điện quang bị đánh rơi thẳng xuống phía dưới ngay lúc y rơi xuống gần sát mặt biển hai cỗ bạch cốt không đầu cực lớn tay cầm cốt đao đột nhiên bay ra hai mặt giáp công giải đạo nhân đạo nhân ảnh vừa ra tay lúc nãy chính là chiếu cốt chân nhân thân hình lão gầy gò mặc lam sắc đạo bào lão liếc nhìn giải đạo nhân một cái rồi xùy nhẹ khinh thường tiếp tục nhìn về phía hàn lập trong mấy người này chỉ có hàn lập nắm giữ một ít lực lượng pháp tác mới có thể khiến lão coi trọng một chút thế nào cảm giác bị giam cầm có phải rất khó chịu không yên tâm các ngươi rất nhanh sẽ trở thành một thành viên của bạch cốt kinh quan chiếu cốt chân nhân đứng ngoài cười lạnh vừa dứt lời lão vùng thủ trưởng lên chỉ thấy từng bạch cốt đầu lâu trên bầu trời bắt đầu xông về phía hai người hàn lập dương miệng cắn xé mỗi lần bạch cốt lướt qua lại để lại một vết máu trên thân hai người. Thân thể của Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không bắt đầu xuất hiện tầng tầng vết thương, huyết nhục mơ hồ, làm người ta nhìn thấy, không tự chủ được tê dại cả ra đầu. Cảm giác từng khối huyết nhục bị cắn xé ra vô cùng thống khổ. Nhưng hai người Hàn Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không cách nào dễ dụa phản kháng được. Vốn Thạch Xuyên không là thân thể chân ma, cùng Hàn Lập là huyền tiên thể, lực lượng hai người đều vô cùng cường đại, mỗi lần những bạch cốt đầu lâu kia cắn xé được một khối huyết nhục, đều có thể hấp thu được lực lượng bên trong, làm cho quỷ hỏa trong hốc mắt chúng nó càng rực sáng lên. Chiếu cốt chân nhân thấy vậy, ý cười lộ rõ trên mặt. Vốn lúc đầu lão còn muốn dùng thủ đoạn lôi đình chu sát hai người, bây giờ thấy có thể hấp thu lực lượng huyết nhục, lão liền thay đổi thủ đoạn. Dùng cách đao cùn cắt thịt, từng bước lăng trì xử tử hai người hàn lập. a à, 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 thạch xuyên không cắn chặt răng, nhưng tiếng gầm đau đớn vẫn truyền ra từ sâu trong ít hầu nếu chỉ là đau đớn bình thường, y ngay cả một điểm lông mày cũng không nhíu. Nhưng mỗi lần bạch cốt đầu lâu này cắn xé, liền có một đạo lục khí từ miệng vết thương truyền vào trong cơ thể, dung nhập vào bên trong xương cốt của y. Lục khí kia ẩn chứa lực lượng hủ thực mạnh mẽ mới là nguyên nhân làm y thống khổ. Hàn lập đồng dạng cũng gặp tình huống này, từng khối xương cốt lấp lánh như ngọc thạch bên trong thân hắn cũng bị lục khí quấy nhiễu, lập lè từng trận quang mang đối chọi nhau. Từ khi trở thành thái ất ngọc tiên, thân thể hắn được lột xác, năng lực chống cự hủ thực mạnh hơn thạch xuyên không mấy lần thiếu chút nữa thì quên tiểu tử ngươi là thái ất ngọc tiên chiếu cốt chân nhân cười lạnh vừa dứt lời thân hình lão lóe lên biến mất ngay tại chỗ nháy mắt sau lão đột nhiên xuất hiện trước người hàn lập một bàn tay đánh thẳng vào mi tâm hàn lập thân thể của hàn lập đang bị khống chế không cách nào nhúc nhích được nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhìn thẳng chiếu cốt chân nhân thời điểm bàn tay của chiếu cốt chân nhân sắp đánh vào mi tâm của mình hàn quang trong mắt hàn lập lóe lên luyện thần thuật tầng thứ năm vận chuyển tất cả lực lượng thần niệm ngưng tụ một chỗ bắn ra phốc một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên rồi nhanh chóng biến mất không thấy tung tích từ phía mi tâm hàn lập một thanh tinh quang tiểu kiếm bắn ra trên thân kiếm chấp động phù văn đâm thẳng vào đầu ngón tay của chiếu cốt chân nhân nhìn thấy tinh quang tiểu kiếm chiếu cốt chân nhân lập tức ý thức được nguy hiểm nhưng giờ muốn thu tay đã không kịp rồi lão chỉ có thể vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể ngăn cản tiểu kiếm nhưng thần niệm tiểu kiếm vừa chui vào đầu ngón tay lại bỗng nhiên xuất hiện bên trong thức hải của lão vốn thần niệm tiểu kiếm bên ngoài chỉ dài khoảng hơn một tấc nhưng lúc xuất hiện bên trong thức hải của chiếu cốt chân nhân nó lại hóa thành một đạo cửa kiếm to lớn chém thẳng vào thức hải của lão từng đạo phù văn bên trên thân kiếm ẩn hiện quang mang thần niệm lực cường đại bùng phát tạo thành từng cỗ sóng khí tàn phá bên trong thức hải giờ phút này cảnh tượng bên trong thức hải chiếu cốt chân nhân như gió nổi mây phun bốn phía thức hải xuất hiện từng đạo vết rách đen kịt, trông như sắp bị cỗ lực lượng này phá vỡ. Thần hồn của lão lập tức hiển hóa ra một đạo bào tiểu nhân, xuất hiện bên trong thức hải. Trên mặt tiểu nhân lộ vẻ thống khổ và sợ hãi, lão làm thế nào cũng không nghĩ được, một tên thái ất ngọc tiên sơ kỳ lại có thể có được thần niệm công pháp mạnh như vậy. Thế nhưng, giờ phút này, hối hận cũng đã muộn. chương 820, tại sao lại là ngươi? Nhưng vào lúc này, hai tay áo thần niệm tiểu nhân của chiếu cốt chân nhân chấn động, phía dưới thức hải lập tức có từng điểm oánh quang màu trắng phiêu tán ra, như vô số quang điểm đom đóm, vây quanh tiểu nhân. Những quang điểm đom đóm kia khắc sâu ở phụ trận trong thức hải, giờ hiển lộ ra. Chiếu cốt chân nhân không bao giờ nghĩ đến, lão hao tốn đại giới khó có thể tưởng tượng, vốn là vì ứng đối đại địch sinh tử mà cắm pháp trận thần hồn vào trong thức hải, vậy mà giờ phút này phải lấy ra sử dụng. Trước mắt tình thế bức bách, cũng không cho phép lão làm gì khác. Chỉ thấy phía dưới phù trận, oánh quang màu trắng càng ngày càng thịnh, từ đó ngưng tụ ra một đầu hư ảnh dị thú tựa như mãnh hổ to lớn vô cùng, miệng thú mở lớn từ dưới thức hải mãnh liệt xông ra, thẳng đến thần niệm cự kiếm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bên trong thức hải chiếu cốt chân nhân nổ vang. Thần niệm cự kiếm chém lên đầu dị thú màu trắng, bắn ra một mảnh tinh quang năm màu hoa mỹ, hai bên rằng có một lát, đầu lâu dị thú màu trắng lập tức bị xé nứt ra. Thần niệm cự kiếm tiếp tục bổ xuống hướng thần hồn tiểu nhân phía dưới. Nhưng mà, tuy dị thú màu trắng bị xé nứt ra, trên người nó lại tản mạn ra ánh quang màu trắng khắp nơi, lại hóa thành từng đạo tinh ti, liên kết hai nửa thân hình chưa đứt hẳn lại cùng một chỗ. Oánh quang màu trắng kia biến thành tinh ti, giống như là từng đạo xích sắt hoành giang, không ngừng ngăn trở xu thế chém xuống của thần niệm cự kiếm, đồng thời cũng tiêu hao uy năng cường đại của thần niệm cự kiếm. Dù như vậy, cự kiếm hơi mờ hầu như ngưng tụ toàn bộ thần niệm chi lực của Hàn Lập, vẫn một đường thẳng thông suốt chém xuống, triệt để xé rách dị thú màu trắng kia, chém lên người thần hồn tiểu nhân chiếu cốt chân nhân a à, một tiếng gào rú thê lương truyền đến chiếu cốt chân nhân cảm thấy đầu như nổ tung hai tay mãnh liệt ôm đầu thân hình run lên kịch liệt rơi thẳng tắp xuống dưới hải vực khô cốt linh vực tạo ra áp lực cũng theo đó tản ra hào quang biến mất không thấy hai người hàn lập cảm thấy quanh thân buông lỏng dị trạng xương cốt trên người lập tức biến mất một lần nữa khôi phục tự do đồng thời hàn lập cảm thấy bên trong thức hải một hồi trống không trước mắt bỗng dưng tối sầm rốt cuộc thân hình không cách nào chống đỡ rơi xuống phía dưới Thạch Xuyên không thấy thế, một tay bụng lấy xương sườn phía bên phải, cố nén đau đớn lách mình đến, một phát bắt được cánh tay Hàn Lập, dựng đứng hắn lên, ánh mắt âm u nhìn hải vực thâm sâu phía dưới, trên người sáng lên độn quang, chớp lóe rồi biến mất. Giải đạo nhân phía dưới vỗ mạnh một cái vào hồ lô, thu hồi tất cả đạo binh cùng 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập trở về, trên người cũng sáng lên độn quang, đuổi theo hai người. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn nửa tháng. Một chiếc phi toa đen nhánh bắn vụt như tên trên một mảnh hải vực đen kịt, thạch xuyên không đã khôi phục diện mạo như trước, đứng ở đầu thuyền, một đầu tóc bạc đón gió tung bay, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng. Sau lưng đuôi phi toa, Hàn Lập Yên tĩnh nằm trong đó, hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ lâm vào hôn mê, một khối tử dương noãn ngọc lớn cỡ bàn tay đang lơ lửng trên đầu của hắn, phóng thích ra tử quang mơ hồ. Bên ngoài quanh thân hắn lại còn bao phủ một tầng không gian bích trướng, ngăn cách ma khí nồng đậm bốn phía ra. Nơi đuôi thuyền giải đạo nhân trong bộ đạo bào ngồi nghiêm đấy hai mắt hơi khép nhắm mắt điều tức đúng lúc này gã tựa hồ cảm nhận gì đó hai mắt bỗng nhiên mở ra liền chứng kiến hàn lập nằm ở trước người vốn mi tâm nhíu chặt lông mi rung động vài cái cũng chậm rãi mở mắt ra lệ đạo hữu gã mở miệng kêu lên một tiếng trong đôi mắt hàn lập hiện lên một tia mơ hồ đình trệ một lát suốt cuộc khôi phục thanh minh hắn giơ tay xoa huyệt thái dương hai bên đầu chậm rãi ngồi dậy khoát tay lấy khối tử dương noãn ngọc đang lơ lửng trên đầu xuống Lệ Huynh, người đã tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Thạch Xuyên không cũng quay người lại, mở miệng hỏi. Ta hôn mê đã bao lâu rồi? Tiếng nói hàn lập hơi khàn khàn, mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm cỡ hơn nửa tháng rồi. Thạch Xuyên không trần chờ một chút, nói ra. Chiếu cốt chân nhân đâu? Hàn lập hỏi, không biết, lúc ấy hắn tựa hồ bị trọng thương, ngã vào trong biển. Mà ngươi đồng dạng cũng lâm vào hôn mê, ta đành phải trước an toàn mang ngươi đi, còn lại thật không chú ý đến chuyện khác. Thạch Xuyên không lắc đầu, nói ra, bị thần niệm chi kiếm của ta dốc sức một kích, thần hồn hắn hơn phân nửa là chịu trọng thương, tạm thời sẽ không tới tìm chúng ta gây phiền toái, bất quá càng đến gần dạ Dương Thành, biến cố lại càng nhiều, cũng khó bảo đảm không có những người khác nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bàn tay Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt ve khối tử dương noãn ngọc kia, mở miệng nói ra, ta cũng lo lắng chuyện này, mới không dám tùy tiện trực tiếp trở về dạ Dương Thành, mà một mực đi quanh mặt hải vực này, chờ ngươi tỉnh lại rồi tiếp tục tính toán. Thạch Xuyên không thở dài, nói ra: "Lúc trước thần thức ta hao tổn quá độ, thần hồn mặc dù không đến mức tổn thương nghiêm trọng như chiếu cốt, nhưng cũng bị chấn động không nhỏ, nếu không phải ngươi dùng Tử Dương Noãn Ngọc thay ta ôn dưỡng thần hồn, chỉ sợ ta còn phải ngủ mê man một đoạn thời gian nữa." Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra: "Đã như vậy, chúng ta đợi ngươi khôi phục rồi hẵng lên đường a." Thạch Xuyên không suy nghĩ một lát, nói ra: "Thần hồn chấn động khôi phục không dễ, thần thức chi lực bổ sung cũng cần thời gian rất lâu." chờ ta khôi phục chỉ sợ đêm dài lắm mộng hay là mau chóng trở về dạ dương thành a hàn lập nhíu mày suy nghĩ một lát lắc đầu nói ra cũng tốt thạch xuyên không nói ra dứt lời gã liền khống chế phi toa lướt gấp đi vội vàng lại nửa tháng trôi qua hai người hàn lập khống chế phi toa lướt gấp phía trên hải vực đen kịt cuối tầm mắt hai người mơ hồ có thể thấy được một kiến trúc màu đen to lớn lơ lửng trên bầu trời lệ huynh chúng ta sắp đến dạ dương thành rồi khóe miệng thạch xuyên không khó nén vẻ mừng rỡ, nói ra. Hai mắt hàn lập chấp động tử quang, rơi vào trên kiến trúc màu đen kia, chỉ cảm thấy nó thật sự có chút cổ quái. Đó là kiến trúc đa diện bất quy tắc, thoạt nhìn hơi giống một cổ mộc đen kịt sinh ra không ít nhánh cây, chẳng qua là bên ngoài lại hiện ra màu sáng bóng như tinh thạch màu đen, từng nhánh cây có dài có ngắn, tỏa ra các hướng khác nhau. Cây kia cao bất quá mấy trăm trượng, phía trên cũng không có nhiều hoa văn trang trí, thoạt nhìn giống như tự nhiên hình thành, phía trên có từng trận chấn động thời gian pháp tắc truyền ra. Chẳng biết tại sao, Hàn Lập nhìn thấy kiến trúc cổ quái này cảm giác có chút hoảng hốt, cảm thấy vật kia rõ ràng đứng lặng tại hư không trước mắt, nhưng hắn lại cảm thấy cách mình rất xa, xa đến không giống bình thường. Trong đôi mắt hắn sáng lên hào quang màu tím, đang muốn cẩn thận nhìn kỹ vật kia, lại bị thạch xuyên không thò tay ngăn cản lại. Đây chính là thần vật trí cao trong thánh vực chúng ta, lệ huynh không nên đường đột. Trên mặt thạch xuyên không hiện lên một tia áy náy, nói ra thần vật, sao giống như bị vứt bỏ, bỏ mặc tại hải vực này vậy? Lông mày hàn lập nhíu lại, nói ra, ha ha, vật này dù là một phương đạo chủ đến, cũng chưa chắc có thể dung chuyển nửa phần. Thạch xuyên không nghe vậy, cười vang nói, vật này rốt cuộc là, hàn lập vừa nói một nửa, thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên vòng một cái, nhìn lại phía xa. Thạch xuyên không hơi chậm một chút cũng phát hiện khác thường, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Một lát sau, chỉ thấy phía xa chân trời có một đạo độn quang lướt gấp tới, cách bọn họ mấy trăm trượng mới dừng lại. Bên trong độn quang hiện ra một bóng người màu xanh sẫm, chính là chiếu cốt chân nhân. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt chiếu cốt chân nhân tái nhợt dị thường, hai hốc mắt hãm sâu, ánh mắt hơi trì trệ, một đầu tóc trắng tán loạn vô cùng, từng sợi tóc mai giải rác, thoạt nhìn đâu còn còn nửa điểm đạo cốt thiên phong, thật sự có chút chật vật không chịu nổi. So sánh với thần sắc ngưng trọng của hai người Hàn Lập, sắc mặt chiếu cốt chân nhân càng lộ ra mấy phần kinh hoàng. Hai mắt lão trợn lên, một bàn tay có chút run rẩy dơ lên, chỉ vào Hàn Lập nói năng lộn xộn như thế nào. Tại sao lại là ngươi? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Hắn đang nói cái gì vậy? Thạch Xuyên không nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, nghi ngờ hỏi. Hàn Lập cũng cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ là do lần trước bị thần niệm chi kiếm chém chúng, thần hồn hắn bị trọng thương thần trí mơ hồ hả thần sắc thạch xuyên không thu lại suy đoán không có khả năng uy lực thần niệm chi kiếm ta rất rõ ràng bên trong thức hải chiếu cốt lại có pháp trận lợi hải che chở cho nên lúc đó gây thương thế cho hắn tuyệt đối không đến loại trình độ này nhất định là sau khi chúng ta rời khỏi hắn lại gặp biến cố gì đó chẳng qua lời nói của hắn khiến người khó hiểu hàn lập lắc đầu bác bỏ suy đoán của thạch xuyên không nhất định là ảo giác cái này nhất định là ảo giác nhất định là không được ta muốn giết ngươi ta nhất định phải giết ngươi ánh mắt chiếu cốt chân nhân nhìn chằm chằm vào hàn lập thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn chỉ thấy thân hình lão lóe lên bàn tay đưa tới phía trước toàn bộ cánh tay lập tức kéo dài hơn một trượng hóa thành một cốt liêm màu trắng cấp tốc bay vút về hướng hàn lập tuy hàn lập phát hiện thần thức lão khác thường nhưng thực sự không dám buông lỏng chút nào thời gian linh vực lập tức khuếch trương ra thạch xuyên không thấy thế cũng vội vàng mở không gian linh vực ra chiếu cốt chân nhân bay vào linh vực của hai người, thân hình lập tức bị ngăn trở, tốc độ cấp tốc hạ xuống. Chỉ thấy trong miệng lão quát lên một tiếng lớn, cánh tay dài cốt liêm trong hư không khẽ huy động mãnh liệt, thiên địa linh khí trong hai linh vực lập tức bị một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn nát, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, một cỗ khí tức mục nát bắt đầu tràn ngập trong đó. Thân hình chiếu cốt chân nhân ở trong không gian hỗn loạn, tốc độ lại khôi phục tăng vọt lên, thẳng đến hướng Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế, lại không tránh né, một tay ra chiêu, gọi ra 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một, trong cơ thể chân ngôn bảo luân cấp tốc nghịch chuyển, chủ động nghênh đón. Thời điểm gần tới, thân hình Hàn Lập đột nhiên ngừng lại, một mảnh kim quang chói mắt lập tức sáng lên, chân ngôn bảo luân xoay tròn ra, phóng xuất ra vô số đạo ánh sáng màu vàng, bao phủ chiếu cốt chân nhân trước mặt vào. Chiếu cốt chân nhân thấy thế, tay kia mở ra, năm ngón tay đưa ra phía trước, hóa thành một cốt thuẫn to lớn cổ quái. Ở trên đó khắc lên từng đạo phù văn dày đặc, từ đó phóng xuất ra từng trận pháp tác chi lực xương khô mục nát, bao phủ ngăn cách toàn bộ ánh sáng màu vàng kia bên ngoài. Đồng thời, thân hình lão từ phía sau cốt thuẫn khẽ chuyển, vùng bạch cốt cự liêm lên, mang theo một cỗ sát khí ngút trời, quét tới hàn lập, có xu thế bổ đôi hàn lập ra. chương 821, tuyển cử đại điển, sắc mặt hàn lập bình tĩnh nhưng trong lòng thì dùng mình. Ngay sau đó, ngay mi tâm hắn lại lần nữa tỏa ra một vòng hào quang óng ánh, từ đó bắn ra một thanh thần niệm tiểu kiếm mở ảo khi chiếu cốt chân nhân nhìn thấy nó, không chờ thần niệm tiểu kiếm chém tới, thì hào quang trong mắt của lão đã tan giã kèm theo đó là vẻ mặt tuyệt vọng không cam lòng, lẩm bẩm một mình, sao có thể, sao lại có chuyện này. Trong nháy mắt, thần niệm tiểu kiếm liền xuyên qua cốt thuẫn một cách dễ dàng, chui vào trong mi tâm của chiếu cốt chân nhân. Khi thần niệm tiểu kiếm bay vào trong thức hải của lão, Hàn Lập mới giật mình phát hiện một điều quái lạ, thức hải của chiếu cốt chân nhân gần như đã khô kiệt, hào quang trên người tiểu nhân thần hồn đã ảm đảm không thôi, thoạt nhìn như ngọn nến trước gió, sắp sửa bị dập tắt vậy. Rõ ràng là trước đó lão đã gặp phải tổn thương nghiêm trọng nào đó, mới khiến cho thần hồn của lão bất ổn vô cùng. Chuyện này làm cho trong lòng hắn có chút kinh ngạc, dù sao thủ đoạn có thể làm cho tu sĩ đại la cảnh tổn thương, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù trước đó mình đã thi triển thần thông kia làm thương tổn lão, nhưng cho dù đã thương lão một nghìn thì mình cũng tự tổn tám trăm, cũng vì thế mà làm cho mình hôn mê một thời gian dài, nhưng tính ra một kích của mình cũng không thể nào làm cho thần hồn lão hao tổn nghiêm trọng như vậy được ý niệm trong lòng hàn lập xoay chuyển thật nhanh nhưng động tác thì không chút do dự trong miệng hắn khe quát một tiếng thần niệm chi kiếm ở trong thần thức lão liền lần nữa hiển lộ ra rồi chém xuống một kiếm thần hồn chiếu cốt chân nhân mơ hồ không có bất kỳ thứ gì ngăn cản liền bị xé nứt ra tiêu tán thân thể của chiếu cốt chân nhân cũng theo đó dừng lại không còn động đậy được nữa thạch xuyên không vừa mới bố trí ngân tiêu song kính xong cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng tranh thủ thời cơ y liền lập tức thúc giục song kính chiếu vào người chiếu cốt chân nhân chỉ thấy hai tay của y đan sen trước người trật pháp trận trong hư không lóe lên ánh sáng màu bạc hai cái kính tròn lập tức đổi vị trí cho nhau kèm theo đó là cỗ lực lượng không gian cường đại vặn vẹo phát ra nhưng mà thân thể đại la của chiếu cốt chân nhân mạnh mẽ vô cùng xương cốt cả người vững như kim thạch dưới lực lượng vặn vẹo của không gian cũng chỉ khiến thân thể lão chuyển động vặn vẹo, nhưng không bị chút tổn thương nào. Sau khi Thạch Xuyên không thử qua, vậy mà không cách nào nghiền nát lão được. Hàn Lập thấy thế, đưa tay với một cái, một chiếc nhẫn xương màu đen từ trên tay của chiếu cốt chân nhân trượt xuống, bay đến lòng bàn tay của hắn, chợt một đầu hỏa điều màu bạc từ đầu vai của hắn bắn ra, lao vào trong cơ thể của chiếu cốt chân nhân, trong nháy mắt nuốt sống lão vào trong. Thạch Xuyên không thấy vậy, trong lòng liền thả lòng, uy lực của tinh viêm hỏa điều y đã được chứng kiến, chỉ là dưới tình huống bình thường không thể nào trực tiếp đối đầu uy hiếp được một gã tu sĩ đại la cảnh, thậm chí ngay cả hộ thể cương khí còn không thể nào phá được. Ngọn lửa màu bạc hừng hực thiêu đốt dữ dội, phát ra từng tiếng tắc tắc, ánh mắt Hàn Lập nhìn thẳng vào ngọn lửa, suy nghĩ xuất thần. Lệ huynh, có chuyện gì sao? Thạch Xuyên không thấy thế, nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là đang nghĩ những lời mà chiếu cốt lão nhi đã nói trước đó, rốt cuộc là có ý gì? Hàn Lập trầm mặc một lát, rồi đáp, quản lão nhiều làm gì, tóm lại ra hỏa này không còn uy hiếp chúng ta nữa rồi. Thạch Xuyên không cười hạc hạc một tiếng, ước chừng qua một nén hương, ngân diễm hỏa điều quay trở về, còn chiếu cốt chân nhân thì đã biến thành một mảnh cho tàn. Chỉ thấy cả người hỏa điều mau chóng thu nhỏ lại, rồi hạ xuống lòng bàn tay của Hàn Lập, trong miệng nhả ra một cái, chờ từ trong miệng rơi xuống một đoạn xá lợi xương đốt tay năm màu rực rỡ. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ run lên, nhưng không thay đổi sắc mặt mà thu vào. Đi thôi, nhanh tới dạ dương thành. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua Thạch Xuyên Không, nói ra: "Được." Thạch Xuyên Không lên tiếng, rồi nhảy lên không trung, dẫn đầu bay trước. Hàn Lập thu tinh viêm hỏa điều lại, theo sát phía sau y, lướt trên bầu trời. Thế nhưng, Thạch Xuyên Không bay tới gần vật thể lạ thường đang lơ lửng trên bầu trời, liền ngừng lại. "Tại sao lại dừng lại?" Hàn Lập hỏi, "Đã đến nơi rồi." Thạch Xuyên Không nói ra, "Ngươi nói là chỗ này chính là Dạ Dương Thành sao?" Chân mày Hàn Lập nhíu lại, hỏi: Chuyện này nói ra rất dài dòng, để ta nói ngắn gọn, thần vật này tên là không cảnh chi thược, là cánh cổng để tiến vào dạ dương thành và những không gian thánh vực khác. Thạch xuyên không lộ vẻ thần bí nói ra, những không gian khác, chả trách trước đó ta cảm thấy vật này có chút cổ quái, vật này nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như xa cuối chân trời, vậy ra là nó xen cái nhiều tầng không gian khác nhau, duy trì rất nhiều không gian, trách không được ngươi nói cho dù đạo chủ trí tôn một phương, cũng chưa chắc có thể dung chuyển được nó nửa phần. Hàn lập khẽ nhíu mày, rồi giật mình nói ra, "Đi thôi, chúng ta mau vào thành." Nói xong, vẻ mặt Thạch Xuyên không nở ra nụ cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một tấm lệnh bài ma văn màu đen đặc chế, rồi ấn xuống phía dưới của những vết cắt màu đen đang phân nhánh. Chỉ thấy tấm lệnh bài ma văn màu đen vừa dán lên trên mặt cắt giống như viên ngọc đen, lập tức như cục nam châm bị hút lên trên, rồi nhập vào bên trong mặt cắt. Ngay sau đó, từ đó phát ra một mảnh ánh sáng màu đen, kèm theo một cỗ dao động không gian mạnh mẽ. Thạch Xuyên không nhìn Hàn Lập, mỉm cười, nhấc chân dẫn đầu vào bên trong đó. Hàn Lập dò xét chốc lát, rồi cũng cất bước đi vào. Ngay sau đó, ánh sáng màu đen từ trên đó thu vào, thân ảnh hai người từ đó biến mất, khối đa phương nhiều mặt cổ quái kia cũng khôi phục lại bình thường. Hàn Lập chỉ cảm thấy bầu trời xoay chuyển chóng mặt, từng luồng lực lượng không gian xé nát xung quanh chuyển đến, cùng với cảm giác truyền tống trận không sai biệt lắm, nhưng cảm giác lần này lại lớn hơn nhiều. Thế nhưng loại cảm giác này không duy trì quá lâu, rất nhanh cả người hắn chợt nhẹ nhõm lại, phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian sáng sủa. Một vòng mặt trời lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi ánh nắng khắp nơi, rọi khắp một mảnh đồi núi nhỏ bé, cỏ xanh trải dài như tấm đệm, trời cao đất rộng, làm cho tinh thần người ta không khỏi rung lên. Mà ma khí nơi này cực kỳ nồng đậm, mơ hồ còn hơn gấp đôi bên ngoài, giữa bầu trời hiện ra từng đám mây màu tím đen, không ngờ là từ ma khí ngưng tụ thành. Nếu so sánh thì thiên địa linh khí ở đây mỏng manh hơn rất nhiều. Thạch huynh, chỗ này chính là không gian dạ dương thành sao. Hàn lập nhìn xung quanh, dường như có chút cảm khái. Đúng vậy, nơi này tên là dạ dương cảnh, chính là giới diện không gian mà phụ hoàng tự tay mở ra, cuối cùng đã trở về rồi. Thạch xuyên không hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, y liền phất tay tế ra ô thần phi toa, nâng thân thể hai người bọn hắn lên, lao nhanh về phía trước. Mở ra không gian giới diện, Hàn lập nghe vậy lấy làm kinh hãi nếu mở ra một không gian bí cảnh quy mô nhỏ thì cũng không quá mức khó khăn gì với năng lực của hắn cũng đủ để làm ra nó chỉ là cần hao tốn thời gian dài cùng với thật nhiều vật liệu nhưng mà cũng chỉ tạo ra một không gian tương đối ổn định mà thôi nhưng không gian trước mắt này lại khác nó không khác gì với ma vực bên ngoài hơn nữa bên trong còn ẩn chứa cả nhật nguyệt tinh thần ý cảnh huyền diệu vận hành của thiên địa căn bản là không thể nào so sánh được trong lòng của hắn âm thầm cảm khái với thủ đoạn thông thiên của ma chủ căn bản là bản thân mình lúc này không thể nào sánh được đường đi từ chỗ này đến dạ dương thành ước chừng còn khoảng trên dưới nửa tháng lúc trước chúng ta đã chậm trễ quá lâu chúng ta cũng nên đi nhanh hơn một chút thạch xuyên không nhíu mày tựa như cảm thấy tốc độ của ô thần phi tốc quá chậm y phất tay áo một cái một tiếng phanh vang nhỏ chợt một tấm phủ lục bay ra liền lóe lên hào quang từ đó bộc phát ra vô số phủ văn màu tím bao phủ cả ô thần phi toa vào bên trong rồi sau đó nhanh chóng bám vào bên trên nó phía trước ô thần phi toa chợt trở nên uốn éo, hóa thành một đầu chim điểu, ngay chính giữa chợt lóe lên ánh sáng màu tím, từ đó kéo dài ra thành hai cánh chim màu tím dài mười mấy trượng. Ô thần phi toa ông một tiếng, bất ngờ tốc độ tăng lên một nửa, hóa thành một đạo cầu vồng màu tím thật dài, bay nhanh về phía trước. Thạch đạo hiếu, những huynh trưởng cùng tỷ tỷ kia của ngươi nếu biết chúng ta đến dạ dương thành, thì phía trước chưa chắc gì đã an toàn, hay là chúng ta hãy cẩn thận hơn chút đi. Hàn lập thấy vậy, nhắc nhở, hắc hắc, Lệ Huynh yên tâm, nếu ở bên ngoài, thì chúng ta nên cẩn thận hơn. Nhưng nơi này chính là dạ dương cảnh, phương viên trăm vạn dặm xung quanh đều trong phạm vi giám sát của vô thiên pháp mục của Phụ Hoàng. Những người kia tuyệt đối không dám lỗ mãng ở nơi này đâu, chúng ta ở nơi này đã hoàn toàn an tâm rồi. Thạch Xuyên không cười khà khà một tiếng nói ra. Hàn Lập nghe vậy, đồng thời thất kinh với thần thông của ma chủ, nhưng cũng có chút cảm giác khó chịu kèm theo. Hắn không quen cả ngày hoạt động dưới sự giám thị của người khác lệ đạo hữu yên tâm phụ hoàng giám sát dạ dương cảnh chỉ để ổn định nó thôi cũng không có tra xét cặn kẽ gì cả dường như thạch xuyên không nhìn thấu điều cố kỵ trong lòng của hàn lập vội nói thêm thạch đạo hữu có một số việc mà đoạn đường vừa qua ta chưa hỏi ngươi hiện giờ chúng ta sẽ nhanh đến dạ dương thành mong ngươi hãy giải đáp nghi hoặc cho ta hàn lập gật đầu nhẹ lại hỏi có chuyện gì nói thẳng đi đừng ngại thạch xuyên không cũng không ngạc nhiên mà dường như đã sớm đoán ra được hàn lập sẽ hỏi lời này lần này ngươi muốn đến dạ dương thành, là muốn tham dự chuyện gì quan trọng sao? Ngươi đã chăm cay nhìn đắng lấy được la trá tỷ bà mang về dạ dương thành, còn những huynh đệ tỷ muội kia của người thì muốn cướp lấy la trá tỷ bà, cũng là vì việc này sao? Ánh mắt hàn lập chấp nháy, hỏi, vốn chuyện này đợi đến dạ dương thành ta sẽ nói cho lệ huynh biết, nếu ngươi đã hỏi, thì ta liền nói cho ngươi nghe. Ngươi nói không sai, ta trở về dạ dương thành, đúng là có một việc vô cùng quan trọng, việc này liên quan đến ức vạn muôn dân trăm họ thánh vực, bất luận thế nào ta cũng phải bình an mang la trá tỷ bà về. Thạch Xuyên không im lặng một lát, rồi trầm giọng nói ra. a à, có chuyện gì sao? Hàn Lập hơi kinh ngạc hỏi. Tuyển cử thánh chủ kế nhiệm, Thạch Xuyên không mỉm cười nói ra. Tuyển cử thánh chủ kế nhiệm, chẳng lẽ, phụ hoàng ngươi muốn thoái vị sao? Hàn Lập sướng sờ, hơi kinh ngạc. Tu vi từ chân tiên cảnh trở lên, thì cơ bản thọ nguyên thọ cùng trời đất, trừ phi gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc là gặp phải kiếp nạn thiên nhân ngũ suy, mới xuất hiện tình huống thừa kế quyền lực, chắc hẳn trên người ma chủ đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn rồi. Phụ hoàng chấp trường thánh vực nhiều năm, vốn sẽ không tồn tại vấn đề gì, chỉ là nhiều năm trước người bất ngờ tuyên bố muốn chọn ra thánh chủ kế nhiệm, không ai biết nguyên nhân cụ thể là vì sao cả. Thạch Xuyên không cao mày, hiển nhiên cũng không biết gì với quyết định của thánh chủ. Thạch Đạo Hiếu, lúc này người đã trở về dạ dương thành, chắc hẳn là cũng vì tranh đoạt vị trí thánh chủ này sao? Trong lòng Hàn Lập khẽ động, sau đó lại hỏi chương 822, chỉ thế. Ha ha, vị trí thánh chủ ta không có chút hứng thú nào. Không dối gạt lệ huynh, đưa la trá tỷ bà về dạ dương thành, thật ra là vì giúp tam ca ta một tay đó. Thạch xuyên không khoát tay áo, nói ra, vì tam hoàng tử, ánh mắt hàn lập lóe lên. Không sai, thánh vực thượng võ, rất nhiều phương diện đều dùng thực lực định đoạt. 13 người con của phụ hoàng, trong đó không thiếu thiên tài tu luyện, đặc biệt là đại ca, tam ca, ngũ tỷ, thất ca, là bốn người xuất sắc nhất bất quá nếu bàn về thống trị thiên hạ ta cảm thấy tất cả mọi người cộng lại cũng xa xa không bằng tam ca trong mắt thạch xuyên không nổi lên vẻ kính ngưỡng theo ta thấy thạch đạo hữu ngươi cũng có phần thiện trị quốc nhấm sơn thành mà ngươi quản lý mọi người đều cảm thấy vui sướng quang vinh đó hàn lập nói như thế ai lời ấy sai rồi ta quản lý nhấm sơn thành chẳng qua là bắt trước tam ca mà thôi không bằng một phần vạn của hắn thạch xuyên không vội khoát khoát tay xin chỉ giáo cho, Hàn Lập hỏi, Tam Ca hắn từ nhỏ biểu hiện ra năng lực xuất sắc, một lòng ôm chí lớn, từ sớm đã bắt đầu trợ giúp phụ hoàng quản lý dạ Dương Thành. Nhớ năm xưa, thánh vực chúng ta vừa chấm dứt đại chiến với thiên đình, các nơi rối loạn bất an, thế lực khắp nơi ngang ngược, cũng không hoàn toàn phục tùng sự quản thúc của dạ Dương Thành, mỗi nơi thu nạp thế lực tông môn gia tộc, tranh đấu gay gắt với nhau, dân chúng thánh vực sinh hoạt gian khổ. Trong khi đó bản thân phụ hoàng bị trọng thương, không thể không bế quan chữa thương, không rãnh phân tâm, định phái các vị hoàng tử đến các nơi xử lý những vấn đề này, nhưng đại ca bọn hắn bởi vì lo sợ gian nguy, cũng không dám tiếp nhận gánh nặng này, chỉ có tam ca dẫn đầu một đám thủ hạ, dứt khoát lao tới các nơi, tiêu phí gần 300 năm mới thu phục được những tộc quần bướng bỉnh kia. Về sau hắn lại ra sức chấn hưng thương nghiệp mậu dịch, khởi đầu thương hội, toàn bộ thánh vực này mới chậm rãi từ cảnh khắp nơi hoàng tàn khôi phục lại, cho nên hiện tại thanh danh tam ca mới lên cao như thế. Thạch Xuyên không tràn ngập khí thế nói. Vị tam ca này của ngươi xác thực bất phàm. Dù sao việc tu luyện liên quan đến thiên tư, nhưng đạo chỉ thế lại càng liên quan đến nhân tâm. Diện tích lãnh thổ thánh vực mặc dù không lớn bằng tiên vực, nhưng quan hệ giữa dân chúng cùng tu sĩ lại càng thêm chặt chẽ cùng phức tạp. Phải xử lý tốt các tầng quan hệ trong đó vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơi không cẩn thận liền có thể mang đến phiền toái cho toàn bộ thánh vực. Hàn lập suy nghĩ thật sâu rồi gật đầu. Đúng vậy a, à, kỳ thật lúc ấy ta có rất nhiều điểm không hiểu đối với hành vi của tam ca nhưng những năm này du lịch thiên hạ nhất là đi tiên vượt các ngươi mới dần dần hiểu được tam ca không chỉ có phương pháp trị quốc ánh mắt càng sâu xa về sau chính hắn đề nghị phụ hoàng hòa giải với thiên đình lúc đó mới phá vỡ cục diện chiến tranh lạnh khai thông thương nghiệp mậu dịch sinh ý quảng nguyên trai mới lớn được như hiện tại thạch xuyên không tiếp tục nói ánh mắt tam hoàng tử rộng lớn lại để cho người khâm phục nếu năng lực của hắn như vậy vì sao phụ hoàng ngươi không trực tiếp lập hắn làm thái tử hàn lập có chút không hiểu hỏi Năm đó Tam ca dẹp loạn dung chuyển, cứu vãn thánh vực, tuy rằng thu được không ít nhân tâm, nhưng cũng đắc tội không ít thế lực địa phương ngang ngược, những thế lực này lại liên hợp cùng đám người đại ca, những năm qua một mực đối nghịch cùng Tam ca. Hơn nữa tuy Phụ Hoàng thưởng thức năng lực trị quốc của Tam ca, nhưng tính cách của người và Tam ca khác nhau. Phụ Hoàng sát phạt quả quyết, một lời quyết định nhân mạng sinh tử, dùng lực trị quốc. Còn tính cách Tam ca lại ôn nhã, chán ghét xiết chóc, bởi vì hắn dùng giáo hóa làm chủ hai người thường xuyên vì chính kiến không hợp mà sinh ra tranh chấp. Đám người đại ca lại am hiểu nịnh nọt, có thể phụ hoàng cảm thấy tam ca không phải chi kỷ hợp tính mình như bọn đại ca, mới một mực chậm chạp không thể đưa ra quyết định. Thạch xuyên không thở dài, thì ra là thế, hàn lập chậm rãi gật đầu, cũng không biết bây giờ tình huống trong dạ dương thành thế nào, bất luận thế nào, ta cũng phải giúp tam ca leo lên đại vị, cửa này chính là tương lai toàn bộ thánh vực chúng ta. Thạch xuyên không kiên định vô cùng nói. Hàn Lập nhìn thạch xuyên không, nhưng không có lên tiếng. Hai người tiếp tục bay tới phía trước, trong nháy mắt lại qua mười mấy ngày. Khu vực bên trong Dạ Dương cảnh cực kỳ quảng đại, vì do ma khí nồng đậm nên sản vật cực kỳ phong phú, có không ít quốc gia phàm nhân ma tộc, tộc quần to lớn tồn tại ở đây, so với bên ngoài dày đặc hơn nhiều. Hai người một đường di chuyển không che giấu chút nào, quả nhiên không có địch nhân xuất hiện, lại để cho tâm thần căng thẳng của Hàn Lập dần dần hạ xuống. Khoảng cách Dạ Dương thành càng ngày càng gần phía dưới mặt đất dần trở nên bằng phẳng, một khu vực bình nguyên vô biên xuất hiện ở phía trước. Trên bình nguyên vô tận phía dưới, khai khẩn ra từng mảnh khu vực linh điền, bên trong gieo trồng một loại ngũ cốc màu vàng cao mấy trượng, rất giống hạt thóc ở thế giới phàm tục, hạt ngũ cốc dài chừng nửa xích, có hình dạng lưỡi đao, tản mát ra mùi thơm ngọt nhẹ nhẹ. Vô số nông phu mặc áo vàng đang làm việc trong ruộng ngũ cốc, một đám bận rộn. Phóng nhãn nhìn xuống, phía dưới mặt đất hiện ra màu vàng kim óng ánh, gió nhẹ lướt qua, vô số sóng vàng cuồn cuộn sầm uất nhộn nhịp mảnh bình nguyên này tên là xí kim bình nguyên có thể nói là nơi nguyên khí dồi dào nhất thánh vực cho nên hầu như toàn bộ thánh điền đều sáng lập tại đây sản xuất hơn phân nửa kim đao mễ vận chuyển đến dạ dương thành còn dư lại vận chuyển đến khu vực khác nơi đây có thể nói là một kho lúa lớn của thánh vực thạch xuyên không giải thích kim đao mễ hạt thóc này tản mát ra ma khí không kém không biết có công dụng gì ánh mắt hàn lập chớp động thoáng một cái hỏi Kim đao mễ là đặc sản ngũ cốc thánh vực ta, ẩn chứa một tia tinh khí địa nguyên, sau khi phục dụng không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể cải thiện thể chất, có hiệu quả tăng cường thân thể. Trong thánh vực ta có một ít người đi theo con đường thể tu, từ lúc sinh ra bắt đầu một mực ăn kim đao mễ này, thân thể cường đại kinh người. Lỗ đạo Hữu là một trong số đó, bất quá thành tựu của hắn chỉ có thể xem là trung thượng, xa xa không đạt đến đỉnh cấp, trong Dạ Dương thành có một ít thể tu đỉnh cấp, đơn thuần thân thể chi lực chỉ sợ không kém lệ đạo hữu ngươi thạch xuyên không cười nói thạch đạo hữu khen chật rồi điểm thành tựu thân thể của lệ mỗ không đáng kể chút nào kỳ thật nếu bàn về tu luyện thân thể xác thực ma vực cao hơn một bậc so với chân tiên giới dù sao nội tình nơi này cũng không giống như vậy hàn lập nghe vậy cười ha ha một tiếng nói mỗi người mỗi vẻ mỗi người mỗi vẻ thạch xuyên không nghe vậy lập tức có chút đắc chí lại khiêm tốn nói ta xem qua Phẩm chất kim đao mễ phía dưới có vẻ bất đồng, chẳng lẽ cũng chia phẩm cấp khác nhau. Hàn Lập nhìn lại phía dưới, tiếp tục hỏi, kim đao mễ cũng giống linh thảo khác, là dùng năm tuổi nhất định để đánh giá, cũng không phân chia phẩm cấp. Mà năm tuổi càng cao, biên độ tăng lên càng có hạn, cho nên tuyệt đại bộ phận người ta sẽ không cố ý trồng lâu. Lệ Đạo Hữu tựa hồ cảm thấy hứng thú với kim đao mễ này. Thạch Xuyên không nói ra, đối với kỳ chân dị bảo thánh vực các ngươi, ta tự nhiên rất có hứng thú hàn lập cười ha ha một tiếng nói thứ này tính là kỳ chân dị bảo gì chứ chờ đến dạ dương thành ta lại nói tam ca phân phối một đám kim đao mễ tốt nhất để lệ đạo hữu dùng thử thạch xuyên không cũng cười nói vậy thì đa tả thạch đạo hữu rồi hàn lập mỉm cười nói ra chỗ sâu trong đôi mắt lại hiện lên một tia dị sắc cái tên kim đao mễ này hắn cũng không phải là lần đầu nghe được trước kia cũng đã gặp qua là trên đan phương kim cương thiết cốt đan trong chữ vật pháp khí của công thâu cửu Tài liệu chủ của kim cương thiết cốt đan chính là kim đao mế, bất quá trên đan phương nói là long văn kim đao mế, không biết có phải một loại đặc dị hay không. Hàn lập nhìn xuống bình nguyên màu vàng phía dưới, ánh mắt chấp động. Lại nói, từ khi tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công viên mãn, về sau hắn một mực không tìm được công pháp luyện thể phù hợp, tu luyện thân thể một mực trì trệ không tiến. Nếu bình thường thì không nói, nhưng hôm nay luyện thần thuật tầng thứ 5 đại thành, mơ hồ cảm giác thân thể có chút không thừa nhận nổi thần thức chi lực vô cùng to lớn, Đề cao thân thể tu luyện đã lửa xém lông mày. Kim cương thiết cốt đan mặc dù là đạo đan kim thuộc tính, nhưng cũng có công hiệu cường hóa thân thể. Xem ra lần này trời đưa đất đẩy đến ma vực, ngược lại là một cơ hội khó có được, đến Dạ Dương Thành nhất định phải dành thời gian cẩn thận điều tra thoáng một chút việc này. Hai người tiếp tục đi tới, lại phi độn thêm mấy ngày, rốt cuộc đã tới Dạ Dương Thành. Tuy Hàn Lập đã sớm nghe được từ miệng Thạch Xuyên không, hiểu được một ít tình huống Dạ Dương Thành, nhưng chính thức nhìn thấy vẫn cảm thấy kinh hãi chỉ thấy mặt đất phía trước vốn bằng phẳng đột nhiên núi non nhấp nhô, một tòa sơn mạch màu trắng hiển hiện ra. Sơn mạch màu trắng vắt ngang vạn dặm, chủ phong cao ngất như mây, giống như cột trống trời đâm thẳng vào bầu trời, hình dáng to lớn tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc bà cực kỳ kinh người. Phía nam sơn mạch màu trắng là một dòng sông uốn lượn cực kỳ to lớn, thao thao bất tuyệt, rộng lớn mạnh mẽ, nhìn tới vô bờ. Từ đằng xa nhìn lại, sông lớn thật giống như một con bạch long to lớn, chiếm giữ phía trên đại địa, nguy nga hùng hồn, luận khí thế lại không thua kém so với sơn mạch vạn dặm kia. Trên mặt sông rộng lớn, cột buồm như rừng, hàng hà đội thuyền lớn nhỏ di chuyển trên đó, một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Mà dạ dương thành lại tọa lạc tại sơn mạch vạn dặm này, giữa trường hà cuồn cuộn, cực kỳ minh mông hùng vĩ, vậy mà bao phủ trọn mảnh sơn mạch màu trắng, còn có một bộ phận sông lớn vào trong đó, to lớn khó có thể tưởng tượng. Tường thành cao chừng ngàn trượng, hiện ra màu đen kịt, từ những khối gạch đá màu đen to lớn xếp trồng thành, bóng loáng sạch sẽ chỉ tường thành này đã thấy cực kỳ đồ sộ bên trong tường thành có vô số kiến trúc cao lớn nối tiếp nhau san sát một mực lan tràn đến cuối tầm mắt xa xa nhìn lại kiến trúc dạ dương thành cao ngất thoạt nhìn cực kỳ khoáng đạt khác với những kiến trúc thành trì mà bọn hắn đã thấy trên đường đi qua nhìn theo hướng sơn mạch màu trắng trong thành thì dòng sông lớn kia lại chạy song song với nó dùng danh giới sơn mạch cùng sông lớn thì toàn bộ dạ dương thành được phân cách thành ba khu vực giờ phút này hai người hàn lập đứng ở phía nam dạ dương thành cách bọn họ gần nhất là khu vực kiến trúc tương đối thấp lùn hơn nữa cực kỳ dày đặc rậm rạp chằng chịt giống như tổ ong hầu như không có bất kỳ khe hở chính giữa là khu vực có kiến trúc cao lớn hơn nhiều cách nhau tương đối xa đặc biệt là có vô số đường xá rộng rãi răng khắp nơi ngựa xe như nước dòng người như thoi đưa cực kỳ phồn hoa náo nhiệt khu vực phía bắc xa kia thì vì bị sơn mạch màu trắng ngăn trở xem thấy không quá rõ Diện tích ba khu vực đều rất lớn, bất luận lấy một khu vực nào ra, đều hơn xa thành trì lớn nhất trên đường mà bọn hắn đã thấy. Chương 823, Bát hoàng tử, Thánh vực đô thành, danh bất hư truyền. Hàn Lập nhìn đại thành trước mắt, khen ngợi, "Ha ha, Dạ Dương thành xây dựng thành công đến nay đã không biết bao nhiêu vạn năm, trong thời gian đó không ngừng tu sửa, mới có quy mô như hôm nay. Sơn mạch màu trắng mà ngươi thấy tên là Bạch Lan Sơn, còn dòng sông lớn kia là Bạch Lan Hà." cả hai đều ẩn chứa thánh mạch cực kỳ nồng đậm, được tôn là Thánh Sơn, Thánh Hà của tộc ta, cho nên tộc ta mới quyết định thành lập đô thành ở chỗ này. Thạch Xuyên không cười ha ha một tiếng, tuy rằng hời hợt, vẫn lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Thánh Sơn, Thánh Hà, khó trách có khí thế này. Bên trong thành này, cũng là nhân tu ở lẫn lộn hay sao? Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra, không sai, toàn bộ dạ dương thành, tuyệt đại đa số đều là dân chúng bình thường của các tộc cùng tu sĩ cấp thấp, tại tít mãi bên ngoài hắc thiên khu là tu sĩ trung giai luyện hư kỳ trở lên bình thường đều sống trong động phủ hoặc gia tộc của mình nhưng phần lớn sẽ ở ma ha khu chính giữa thuê động phủ tạm thời cho nên chỗ đó hưng thịnh nhất trong đó có vô số cửa hàng tổng bộ quảng nguyên trai chúng ta cũng đặt ở chỗ đó tầng lạc già khu sâu nhất chính là nơi cư ngụ cho quý nhân là hoàng tộc cùng chân tiên cảnh trở lên người bình thường không được vào là nghiêm cấm đi vào đấy thạch xuyên không tiếp tục giải thích cho hàn lập hàn lập chậm rãi gật đầu Lúc này chúng ta đang ở phía nam dạ Dương Thành, nếu từ nơi này vào thành cần đi ngang qua Hắc Thiên khu cùng Ma Ha khu mới đến được Hoàng Thành. Trong thành có cấm chế cấm bay, chỉ có thể cưỡi thú xa tiến lên, tốn thời gian quá lâu, chúng ta hay là trước ra ngoài thành rồi đi đường vòng đến phía Bắc, sau đó tái nhập thành A. Thạch Xuyên không nói ra, đến địa bàn Thạch Xuyên không, Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến với an bài của đối phương. Vì vậy hai người phi độn dọc theo tường thành, rất nhanh đã tới một cổng vào phía Bắc dạ Dương Thành diện tích dạ dương thành rất lớn bốn hướng đông tây nam bắc đều đặt không ít cửa vào vừa rồi ở cổng phía nam chỗ đó dòng người rất nhiều mỗi cửa vào xếp thành hàng dài còn mặt phía bắc này thì nhân số lại ít đi rất nhiều lệ đạo hiếu cổng vào dạ dương thành giám sát cực nghiêm cửa thành bố trí đại thiên kính thánh cấm có thể phân biệt hết thảy ngụy trang bị phát hiện sẽ bị coi là gian tế xử lý trước khi vào thành cần giải trừ hết thảy ngụy trang hai tay thạch xuyên không bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân hiện ra một tầng hắc quang mông lung, bên ngoài nhanh chóng biến hóa, hiển lộ ra chân dung. Hàn lập nhìn phía dưới cửa thành, trên lối vào cửa thành treo một thạch kính to lớn tối tăm mờ mịt, phía trên chấp động từng đạo hôi quang nóng lánh, chiếu rọi mỗi người vào thành. Trong mắt của hắn lóe lên, hiện ra một tầng tử mang, cẩn thận quan sát thạch kính màu xám kia, lông mày chậm rãi nhăn lại, mặt lộ vẻ do dự. Một lát sau, hai tay Hàn lập bấm niệm pháp quyết, trên người lập tức sáng lên thanh quang, bao phủ thân hình, trong cơ thể cũng vang lên một hồi thanh âm xương cốt va chạm ken két. Mấy hơi thở sau, hào quang trên người hắn tản đi, toàn thân bên ngoài đại biến, khôi phục dung nhan vốn có. Nguyên lai dung mạo thật của lệ đạo hữu là như thế này, người yên tâm, tuy rằng thánh vực không quá hoan nghênh người chân tiên giới, bất quá có ta ở đây, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hai mắt thạch xuyên không đánh giá chân dung hàn lập, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, sau đó dẫn đầu đáp xuống phía dưới. Hàn Lập một mực quan sát thần sắc thạch xuyên không, cũng không thấy vẻ gì khác thường, mới thầm thở nhẹ ra, theo sát phía sau rơi xuống. Trước cửa thành to lớn đứng đấy hai đội binh sĩ si áo giáp màu tím, lập tức một đội đi ra, tiến lên nghênh đón. "Nhị vị là người nào? Nơi này chính là cửa vào hoàng thành, người không phận sự cấm vào." Một binh sĩ si áo giáp màu tím trầm giọng nói ra. "A, tu sĩ tiên vực." Một binh sĩ si áo giáp màu tím khác bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Lập, sắc mặt lạnh lùng, mang theo rõ ràng địch ý. Những người khác nghe được thanh âm này, lập tức nhìn lại, trong mắt đều hiện ra vẻ lạnh lẽo địch ý. Có mấy người lính thậm chí cầm vũ khí chỉ về hướng Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Tu sĩ tiên vực lớn mật, lại dám xông vào dạ dương thành, đích thị là gian tế, bắt lại. Một tiếng quát lạnh vang lên, là một người có thân hình cao lớn đi tới. Người đến là một đại hán dâu quai nón, trên người mặc một bộ trọng giáp tím đen, thoạt nhìn thật giống như một mãnh thú sắt thép, sải bước đi tới. Mấy binh sĩ giáp tím phụ cận, mỗi người lật tay lấy ra một sợi xích màu tím to cỡ miệng bát, phía trên khắc từng đạo phù văn màu tím, vây quanh hàn lập. Làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên bắt người? Có tu sĩ chân tiên giới xuất hiện, là thiết đội trưởng nói là gian tế. Thật hay giả, người ở gần cửa thành nghe được động tính, nhao nhao chạy qua vây xem, một hồi bạo động. Càn rỡ, hắn là tùy tùng của ta, đều lùi ra cho ta. Sắc mặt thạch xuyên không trầm xuống, lạnh nhạt nói. Khẩu khí thật lớn, tùy tùng của ngươi, ngươi là thứ gì, dám làm ảnh hưởng công vụ của hộ vệ thủ thành, đứng một bên cho ta, nếu không cũng bắt luôn. Đại hán dâu quai nón khinh miệt liếc thạch xuyên không một cái, cười lạnh nói. Lớn mật, ta chính là thạch xuyên không, ngươi chỉ là một đội trưởng hộ vệ nho nhỏ, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Thạch xuyên không giận dữ, thạch xuyên không, đây không phải tục danh thập tam hoàng tử điện hạ sao. Điện hạ đã ly khai dạ dương thành rất nhiều năm, chẳng lẽ đột nhiên trở về ngươi đã gặp thập tam hoàng tử a à? người này có phải hay không chưa từng gặp qua thập tam hoàng tử trước kia ru rú trong nhà hầu như không công khai lộ diện ở dạ dương thành lời này vừa nói ra tất cả đám người vây xem phụ cận đều giật mình ông ông nghị luận thập tam hoàng tử ha ha thập tam hoàng tử trước kia ly khai dạ dương thành nghe nói đã ly khai thánh vực đang chấp hành nhiệm vụ bí mật của thánh chủ đại nhân đến nay không có tin tức ngươi nói ngươi là thập tam hoàng tử vậy đem phong thiên lệnh chứng minh thoáng một chút khóe miệng đại hán dâu quai nón nhếch lên, cười lạnh nói. Thật to gan, ngươi là ai, dám bắt ta chứng minh thân phận. Thạch xuyên không nghe vậy, chỗ sâu trong đôi mắt lóe lên hào quang, nổi giận nói. Phong thiên lệnh chính là tín vật thân phận thánh chủ ban cho mỗi vị hoàng tử, cũng là một kiện thông linh ma bảo, bên trong phong ấn một cỗ lực lượng thánh chủ, có thể trong giây phút nguy cơ tự phát hộ chủ. Ngày đó tại hôi giới, Thạch Xuyên không tao ngộ hai đạo tổ công kích, gã âm thầm thúc giục phong thiên lệnh hộ thể mới còn sống về sau thánh chủ lại mượn thánh chủ chi lực trong phong thiên lệnh thúc giục la trá tỷ bà truyền tống gã và hàn lập trở về ma vực bất quá sau khi thúc giục la trá tỷ bà bởi vì uy năng quá lớn lực lượng trong phong thiên lệnh kia hao hết đã bị hủy diệt rồi như thế nào không lấy ra được ta xem người căn bản chính là giả mạo thập tam hoàng tử quả thực to gan lớn mật người đâu bắt hai tên tặc tử giả danh lừa bịp mưu đồ làm loạn này cho ta đại hán dâu quai nón nhe răng cười một tiếng vung tay lên Cánh tay mấy binh sĩ giáp tím run lên, xiềng xích màu tím trong tay bay cuộn ra, quấn về hướng Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không, vậy mà thật sự động thủ. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, những người này vậy mà thật sự động thủ với Thạch Xuyên không. Các người tự tìm cái chết, Thạch Xuyên không giận dữ, vung tay lên, một đại thủ tím đen lăng không hiển hiện ra, mang theo tiếng nổ ầm ầm bắt được những xiềng xích kia, sau đó hất lên mãnh liệt. Đùng đùng một hồi giòn vang, toàn bộ xiềng xích kéo căng đứt ra mấy binh sĩ giáp tím bị chấn bay ra ngoài trong miệng điên cuồng phun máu tươi khá lắm tặc tử vậy mà dám tập kích hộ vệ thủ thành muốn tạo phản phải không lông nghi đại hán dâu quai nón lập tức thẳng tắp như kiếm gào thét một tiếng một tay bổ ra vô số ma phong màu đen từ trên người đại hán dâu quai nón tuôn ra mãnh liệt cuồn cuộn thu vào sau đó hóa thành một đầu phong long màu đen dương nhanh múa vuốt đập xuống đỉnh đầu thạch xuyên không vô số phù văn màu đen cuồn cuộn trong phong long còn chưa thật sự đập xuống một cỗ khí thức kỳ hàn liền cuồn cuộn tới trước một bước những nơi đi qua hư không vặn vẹo tựa hồ bị trực tiếp đóng băng lại trong mắt thạch xuyên không đại thịnh lệ khí đưa tay điểm một cái phóc suy một tiếng một đạo ngân quang từ đầu ngón tay gã bắn ra lập tức xuyên thủng thân thể phong long màu đen đánh ra trên người nó một lỗ thủng to lớn xuyên qua toàn thân phong long màu đen phát ra một tiếng gào thét sau đó vỡ vụn phiêu tán ngân quang đơn giản xuyên thủng phong long tốc độ không giảm chút nào chấp động một cái liền đến trước mặt đại hán dâu quay nón, đại hán dâu quay nón biến sắc, thân hình bay ngược về phía sau, đồng thời há miệng phun một cái, một đạo ô quang từ trong miệng y điện xả ra và chạm với ngân quang, nương theo đó là một tiếng vang nhỏ giặc giặc, ô quang theo đó đứt gãy, là một thanh phi đao đen nhánh, giờ phút này nó đã đứt gãy thành hai đoạn, ngân quang kia không ngừng chút nào, mơ hồ một cái đuổi theo đại hán dâu quay nón, liền muốn xuyên thủng đầu lâu của y. Trong mắt Thạch Xuyên không chấp động sát cơ, hắn đường đường là hoàng tử, ở bên ngoài thì không nói, đằng này lại ở dạ Dương Thành, trước mặt mọi người lại bị một tên đội trưởng nho nhỏ khi dễ như vậy. Giờ phút này ngoài sáng trong tối chung quanh không biết bao nhiêu người đang nhìn, nếu không giáo huấn thoáng một chút, ngày nào đó sẽ bị người nhạo báng vô dụng, làm ảnh hưởng đến tam hoàng tử, cũng sẽ biến thành trò cười ở dạ Dương Thành. Vào thời khắc này, một đạo kim quang phóng tới như điện, như linh xà quấn lấy đạo ngân quang kia, như thiểm điện xoắn một cái đồm đột một hồi tiếng nổ giòn vang như pháo ngân quang bạo liệt ra từng khúc ha ha thập tam đệ tiểu tử ngươi đã trở về a à. những năm này ngươi một mực mịt mù không có tin tức ta làm tam ca một mực lo lắng cho ngươi bây giờ thấy ngươi bình an vô sự ta cũng yên lòng một tiếng cười dài qua đi một thân ảnh áo bào tím từ bên trong cửa thành đi tới là một thanh niên nam tử cao lớn người này so với la thiết còn cao hơn một cái đầu dáng người cực kỳ cường tráng toàn thân cơ bắp nổi từng cục làn da hiện ra màu vàng kim óng ánh phảng phất một pho tượng hoàng kim chứa lực lượng vô cùng như ẩn như hiện thạch xuyên không nhìn thấy người tới sắc mặt lập tức trầm xuống không nói gì người này thật đúng là thập tam hoàng tử ta nói người này tóc trắng thoạt nhìn có chút quen mắt đám người phụ cận vang lên một hồi thanh âm ông ông kinh ngạc nhìn thạch xuyên không đồng thời cũng có không ít người phục hồi tinh thần lại nhìn về phía đại hán dâu quai nón mặt như màu đất mang theo vài phần đồng tình trong đó cũng không thiếu người e sợ thiên hạ không loạn. Thập tam đệ, chuyện gì làm ngươi nổi giận như vậy, lại muốn liều mạng với la thiết đội trưởng thủ thành này. Thanh niên cao lớn cười nói, bát ca, người này trước mặt mọi người khinh thường hoàng tử, càng hạ lệnh bắt giam ta, cuồng vọng lừa dối người như thế, chẳng lẽ không nên giết. Thạch xuyên không lạnh lùng nói ra, bát hoàng tử, hàn lập nhíu mày, trên đường tới đây, thạch xuyên không đã mơ hồ nói quan hệ của chư vị hoàng tử cho hắn biết, bát hoàng tử thật ra là người cùng phe với đại hoàng tử. Xem ra lai giả bất thiện, chương 824, bất động, con mắt hàn lập hít lại, nhanh chóng đánh giá bát hoàng tử, đuôi lông mày nhấc lên một chút. Tu vi của người này ước chừng tại thái ất cảnh trung kỳ, không tính là quá cao, nhưng nhục thân cường tráng, cả người đứng ở nơi đó phảng phất một tòa cự nhạc, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Về mặt tu luyện nhục thân, mà tộc vốn có ưu thế trời sinh, tăng thêm đối phương thân là hoàng tộc, thiên phú tuyệt không thấp, bất luận là công pháp tu luyện hay là tài nguyên cũng sẽ không thiếu, nếu dứt bỏ các loại nhân tố tiên khí pháp tắc, lấy nhục thân chi lực đối kháng, sợ là chính mình cũng chưa chắc có ưu thế gì. Bẩm bát điện hạ, năm trước thánh chủ nghiêm lệnh tăng cường thành phòng doanh, bất kỳ người nào ra vào lạc già khu đều phải chứng minh thân phận, thuộc hạ cũng không nhận ra thập tam điện hạ, thập tam điện hạ cũng không chứng minh được thân phận của mình. Thuộc hạ tưởng rằng gian tế giả mạo, vì an nguy đô thành, lúc này mới cả gan mạo phạm. La thiết nhìn bát hoàng tử một chút, nói nhanh, ha ha, thập tam đệ, đây chỉ là hiểu lầm. La Thiết cũng mới tới dạ dương thành nhận nhiệm vụ thời gian gần đây, cũng không nhận ra ngươi, huống hồ cách làm việc của hắn hôm nay, cũng là vì tận trung chức trách. Hắn là thuộc hạ của ta, liền nề mặt bát ca ta, việc này dừng ở đây đi, như thế nào? Bát hoàng tử mỉm cười nói ra, thuộc hạ của ngươi, phụ hoàng giao quân bảo vệ thành cho ngươi điều khiển, con ngươi thạch xuyên không co rụt lại. Đúng vậy a, à, thật là phiền phức, bất quá phụ hoàng đã bổ nhiệm, ta cũng chỉ đành tiếp lệnh. Bát hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Sắc mặt thạch xuyên không trầm xuống, ánh mắt chấp động không thôi. Là thiết, còn không mau bồi tội với thập tam hoàng tử, thập tam đệ đại nhân đại lược, sao lại chấp nhặt với loại người như ngươi? Bát hoàng tử cười nói, thập tam hoàng tử, tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra người, xin thứ tội. Là thiết tiến lên thi lễ bồi tội, nhưng trên mặt không có vẻ gì là nhận tội, khóe miệng ẩn ẩn còn mang theo một tia trào phúng trong lòng thạch xuyên không tức giận ánh mắt nhanh chóng quét qua chung quanh sau đó hử lạnh một tiếng không tiếp tục để ý hai người cất bước đi vào hướng trong thành thực lực bát hoàng tử cao hơn gã xa người của tam hoàng tử vẫn không có đến giờ phút này náo động sẽ càng thêm mất mặt mà thôi sắc mặt hàn lập lạnh nhạt cất bước đuổi theo chờ một chút bát hoàng tử đột nhiên lên tiếng còn có chuyện gì hai người thạch xuyên không cùng hàn lập dừng bước lại thạch xuyên không tức giận hỏi hàn lập tựa hồ nghĩ tới điều gì trong lòng cảm thấy nặng nề sắc mặt lại không biến hóa chút nào thập tam đệ người có thể vào thành nhưng tu sĩ chân tiên giới này phải theo chúng ta một chuyến bát hoàng tử không có hảo ý nhìn hàn lập một chút nói như thế trong khi nói chuyện một tay la thiết nhấc lên những binh sĩ mặc tử giáp bên cạnh lập tức vây hàn lập lại vũ khí trong tay lấp lóe hàn quang chỉ về hướng hàn lập hàn lập thấy vậy trong mắt hiện lên một tia giận dữ các ngươi muốn gì ta đã nói người này là hộ vệ của ta Thạch xuyên không nhìn thấy cảnh này, lập tức giận dữ. Thập tam đệ, phụ hoàng lệnh ta tăng cường thủ thành, kiểm tra tất cả người ra vào thành. Người thân là hoàng tử, mặc dù rời đi lâu như vậy, nhưng tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá người này dù là hộ vệ của ngươi, nhưng dù sao cũng là người chân tiên giới, cần hảo hảo kiểm tra một phen, để tránh hắn vào thành rồi mưu đồ làm loạn. Đây cũng là vì lo lắng cho toàn bộ an nguy đô thành. Thập tam đệ hiểu rõ đại nghĩa, tự nhiên là có thể thông cảm a. À. Bát hoàng tử cười híp mắt, nhưng ngữ khí lại mang theo một loại không thể nghi ngờ. Lão bát, người không nên quá làm càn, thạch xuyên không vừa thẹn vừa giận, thập tam đệ, đây là chỗ ta làm việc, người vẫn không nên ngang ngược can thiệp vào. Người đâu, bắt người này cho ta, đưa đến thành phòng doanh, ta tự mình thẩm vấn. Bát hoàng tử lạnh lùng nói một tiếng, sau đó vung tay lên. Siêu siêu siêu, mấy đạo xiềng xích màu tím thô to từ trong tay mấy binh sĩ mặc tử giáp bay ra, cuốn về phía thân thể hàn lập trong mắt hàn lập lóe lên lãnh mang đưa tay ra tính làm gì đầu lông mày chợt khẽ động tựa hồ nghĩ tới điều gì buông cánh tay xuống mặc cho những xiềng xích kia cuốn lấy thân thể hắn bát hoàng tử nhìn thấy hàn lập vậy mà bó tay chịu trói chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng y vừa mới nhìn thấy trong mắt người nọ hiện lên vẻ giận dữ chuẩn bị phản kháng như thế y liền có thể danh chính ngôn thuận bắt người này đánh cho gần chết lần nữa trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã thạch xuyên không một phen vậy mà người này lại thúc thủ chịu trói tự nhiên y cũng không thể động thủ tại nơi này bất quá điều này cũng không vấn đề chờ bắt người này đem về thành phòng doanh vào lòng bàn tay của mình thì còn có thể mưu đồ được gì nữa chứ mang đi trong lòng bát hoàng tử nghĩ như vậy lạnh giọng hạ lệnh sau đó quay người đi về hướng trong thành y đi được vài bước chợt cảm giác sau lưng khác thường quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức trầm xuống chỉ thấy những binh sĩ giáp tím tay cầm xiềng xích mặt đỏ tới mang tai toàn lực lôi kéo nhưng thân thể hàn lập phảng phất đinh đóng trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Thạch xuyên không vốn đang định liều lĩnh ra tay ngăn trở, mắt thấy cảnh này, không khỏi giật mình khẽ, dừng tay lại. Đám người phụ cận vây xem thấy cảnh này, cũng đều sững sờ. Chứng kiến những binh sĩ giáp tím bối rối, mặt mũi đỏ cả lên, sử dụng khí lực bú sữa mẹ, trong đám người không biết từ đâu truyền ra vài tiếng cười ha ha. Các người đang làm gì đó? La thiết, mang tiểu tử này đi cho ta trên mặt bát hoàng tử hiện lên một tầng xương lạnh, quát. Thuộc hạ tuân mệnh, La Thiết lập tức đáp ứng một tiếng, không nhìn Thạch Xuyên không một cái nào, bước đến vung tay lên, một sợi xiềng xích màu tím vừa thô vừa to gấp mấy lần xiềng xích vừa rồi từ trong tay gã bắn ra, cuốn về phía Hàn Lập. Hàn Lập không trốn tránh chút nào, mặc cho xiềng xích cuốn lấy thân thể. Trong mắt La Thiết hiện lên vẻ tươi cười kiểu âm mưu đã thực hiện được, trong tay biến đổi pháp quyết. Trên xiềng xích lóe lên hắc quang, nguyên một đám lốm đốm màu đen lớn cỡ đồng tiền hiển hiện ra âm thanh xùi xùi vừa vang lên rậm rạp chằng chịt sợi hắc ti hết sức nhỏ từ trong những lốm đốm màu đen kia bắn ra nhanh chóng quấn quanh trên thân hàn lập sau đó mãnh liệt siết chặt ha ha tiểu tử vô lễ bị hắc thiến ti ta cuốn lấy bây giờ ngươi đã không thể vận dụng tiên linh lực trong cơ thể a à? la thiết đắc ý cười ha hả bát hoàng tử thấy cảnh này sương lạnh trên mặt giảm xuống chậm rãi gật đầu nhẹ mà hàn lập nhìn những hắc ti trên người cũng không lộ ra vẻ khác thường, ngược lại trong mắt hiện lên một tia cười khẩy. Tới đây cho ta, La Thiết kéo mãnh liệt xiềng xích trong tay một cái, dầm ao ao, một tiếng, xiềng xích màu tím trong tay gã lập tức thẳng băng, nhưng bên kia phảng phất như buộc lên trụ trời, căn bản vẫn bất động. Tại sao lại vậy, mặt mũi La Thiết tràn đầy vẻ không tin được, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân gã tỏa sáng hào quang ám kim, thân thể mãnh liệt bành trướng gần như gấp đôi, làn da cũng lập tức biến thành màu đồng cổ, hai chân thì phốc suy một tiếng chui xuống sâu nửa xích dưới mặt đất, tiếp theo mãnh liệt kéo xiềng xích một cái. Xiềng xích màu tím điên cuồng run rẩy ông ông, hư không phụ cận cũng rung động lắc lư không thôi. Hàn Lập vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho La Thiết dùng sức thế nào, vẫn không động đậy chút nào. Bát hoàng tử chứng kiến cảnh này, sắc mặt khó coi vô cùng. Đám người phụ cận lại nhao nhao hít một hơi khí lạnh, sau đó bắt đầu vang lên thanh âm nghị luận ông ông, đại đa số người nhìn về phía đám người bát hoàng tử, chỉ trò, trên nét mặt không thiếu vẻ khinh thường, chẳng qua là ngại thân phận đối phương nên không dám nói ra mà thôi. Mà tộc thượng võ, dân chúng bình thường cũng như vậy, thân thể tu luyện cũng phần lớn không tầm thường, rất nhiều chuyện xử lý cũng phải dựa vào thi đấu để giải quyết, dùng mạnh yếu luận anh hùng, cho nên đối với việc nhiều người như vậy lại không làm gì được một tên nhân tộc, trong nội tâm tất nhiên là cực kỳ không cam lòng. Ha ha, bát ca, người muốn mang hộ vệ ta đi, mặc dù tùy tiện, bất quá dựa vào đám thủ hạ ăn hại này coi bộ có chút khó khăn a. À. Thạch Xuyên không vào thành một mực bị chèn ép ức hiếp, giờ phút này rốt cuộc nhổ ra phiền muộn, cười ha ha nói: "Phế vật, tất cả lui xuống cho ta." Thân hình bát hoàng tử nhoáng một cái xuất hiện trước người La Thiết, phất tay nắm tất cả xiềng xích màu tím vào trong tay, trầm giọng quát: "La Thiết, còn có mấy tên giáp binh màu tím bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, thối lui sang một bên." không thể tưởng được một tên nhân tộc như ngươi lại có thân thể cường đại như thế nếu vậy ta cũng thử tới kéo một phát xem ngươi có thể bất động như núi nữa hay không bát hoàng tử nhìn về phía hàn lập nhàn nhạt, nhạt nói ra mà hàn lập thoáng như không nghe thấy vẫn bộ dạng lão thần nhìn khắp nơi như cũ chắp tay đứng ở nơi đó trong mắt bát hoàng tử lóe lên vẻ giận dữ trên hai tay chớp động kim quang thình lình hiện ra nguyên một đám quang điểm màu vàng chừng ba bốn mươi cái cái đó là ánh mắt hàn lập lóe lên ầm ầm từng đạo kim quang trói mắt từ trên hai tay bát hoàng tử nở rộ ra lóe lên ngưng tụ thành hai hư ảnh cánh tay màu vàng dài chừng mười trược một phát nắm chặt xiềng xích màu tím dùng sức kéo một phát